một thứ mỗi tiêu chuẩn pháp nguyên đặc nghĩa có nghĩa pháp chuyển pháp khởi bất đoạn tuyệt. Mới nói về cái chuyện cái nghĩa để rồi sau chúng ta viết cái nghĩa biên tập, mà nói nghĩa biên tập tức là nói cái cách tu. Đây là tổ đi qua cái chỗ mà từ từ giải thích để chúng ta biết đường lối tu. Lại nữa có bốn thứ pháp, cái nghĩa biên tập có bốn thứ pháp: nhiễm pháp, tịnh pháp, khởi không có đoạn dứt. Cái pháp nhiễm, cái pháp tịnh, nó sinh khởi không có đoạn dứt. Thế nào là bốn? Một đó là tịnh pháp, gọi là chân như. Hai đó là dứt thiết, dưỡng hơn, gọi là vô minh. Ba đó là vọng tâm, gọi là nghiệp thức. Bốn đó là vọng cảnh giới, gọi là lực trần. Thì bây giờ quý vị thấy trong đây tổ chia cho mình thấy rõ bên tịnh, bên dưỡng, để mình ưng quân cái gì mình quân. Phải không? Ưng quân tịnh thì quân, ưng quân dưỡng thì quân. Có một tịnh pháp đó gọi là chân như. Nơi chúng ta có tịnh pháp đó là chân như. Rồi là có tất cả dưỡng nhân, cái nhân dưỡng, thì cái nhân dưỡng gọi là vô minh. Bên này là chân như, bên này là vô minh. Giờ đến cái thứ ba nữa là vọng tâm. Vọng tâm gọi đó là nghiệp thức. Giờ tới cái thứ tư là cảnh giới, vọng cảnh giới, đó là lực trần. Mà ở đây dùng cái chữ vọng cảnh giới, cảnh giới không có thiệt. Nhớ vậy luôn rồi, cảnh giới này là cảnh giới hư vọng, không có thiệt. Thì như vậy, nêu lên cho chúng ta thấy rõ, sở dĩ có pháp không khởi không đoạn tuyệt đó là do có cái nhuyễn và cái tịnh này. Nhuyễn tịnh này chia tới làm bốn loại. Thì đây bây giờ mới nói cái lối quân tập để mà tu. Nghĩa quân tập á, như thế gian cái chiếc áo thật không có cái mùi thơm, nghe người ta dùng cái hương thơm mà quân tập nó thì có cái mùi thơm. Đây cũng như thế, cái chân như tịnh pháp thật không có dưỡng, chỉ do vô minh quân tập thì có cái tướng nhiễm vô minh. Nhiễm pháp thật không có cái nghiệp tịnh, chỉ do chân như mà quân tập thì có cái dụng tịnh. Thì như vậy là nêu lên cho chúng ta thấy tường tận cả hai cái tịnh và nhiễm đều có thể quân được nhau hết. Thì khi nói cái chỗ quân tập, mình không biết cái từ quân tập là cái gì, thì ngài cụ thể bằng một cái hình ảnh, một chiếc áo hay là cái khăn. Ví dụ cái khăn đây nó không có người gì hết, bây giờ có một cái hoa lài, cái mình để bên cạnh cái khăn, hồi đang hạt khăn ra nữa có cái gì, mùi hoa lài, cái mùi đó là mùi thơm. Rồi giả sử tưởng cái khăn này nó không có người gì hết, bây giờ có một cái gì rất là hôi, rồi đang để gần nó, lát còn đưa cái khăn ra mình ngửi thì nghe gì, nghe nó hôi. Thì như vậy cái khăn có thể thành thơm, có thể thành hôi là do cái sự quân tập của nó. Và quân tập đó, cái khăn để gần nó ra lại, cái người thân ra lại nó quân tập là cái khăn mình thấy không? Nghĩa là không thấy, mà từ từ lâu rồi nó thấm mà. Thấy không? Đó. Thì cái người hơi cũng như vậy, mình không thấy mà lâu lâu thì nó thấm, tự nhiên nó thấm. Thì đó là cái chỗ quân tập đó. Vì vậy hiểu được cái nghĩa quân tập đó rồi thì chúng ta mới thấy ngài phân tích quân tập tỉnh, quân tập nhuyễn thì chúng ta biết chân như tịnh pháp thật nó không có nhuyễn. Về cái chân như tịnh pháp cái đó không bao giờ nhuyễn hết, nhưng mà chỉ do vô minh quân tập mà rồi nó lần lần có cái tướng nhuyễn hiện tại. Cái chân như thì nó đâu có nhuyễn, nhưng mà do vô minh quân tập lần lần biết nó có cái tướng nhuyễn hiện ra. Tưởng như mình bây giờ là do vô minh viên tập cho nên cái tướng dưỡng hiện đầy hết mà không thấy chân như vậy. Bây giờ vô minh dưỡng pháp
hay không có nguyện tật nguyện tận, giờ cho nó nguyện nguyện thì nó đâu có tận, phải không? Nó không có cái nguyện tận với tình người, mà bây giờ đây dừng cho người mà dừng tật nó thì tự nhiên nó có cái nguyện tận. Thì đây là nói nó tổng quát, còn chi tiết thì mai sẽ tiếp tục. Nhưng tôi nói cho quý vị biết đặt mà vinh lần lần. Thì bây giờ đây dưỡng pháp và tỉnh pháp, hai cái đó đều vinh được hết. Như bây giờ khi quý vị bắt đầu biết vọng là vọng đó, là quý vị vinh cái gì? Vinh cái gì? Thì như vậy, bởi vô minh cho nên có vọng động. Thì vọng động đó là cái tướng của vô minh cái gì? Phải không? Bây giờ mình biết vọng động đó là giá, là không thiệt, là vô minh. Mình không theo nó, tức là mình trở về vô minh chân như. Mình không theo vọng, tức là mình muốn trở lại chân như. Phải không? Đó gọi là đem cái tịnh pháp mà vô vô minh. Thì bây giờ mình đã lâu lâu mới biến thành chân như. Còn cái nghĩa pháp mà vô thì nó vô minh đã... Hồi ban đầu nó nguyên, sao không biết, bây giờ nó đã sâu dày quá rồi. Và bây giờ nếu người nào muốn nguyên nhớ thì hàng ngày hạ cứ tính chuyện lợi, chuyện hại, chuyện phải, chuyện gấy, chuyện hơn, chuyện thua, rồi thân tâm tư tràn trề hoài. Thì những cái đó gọi là nguyên như gì? Nguyên như nguyên. Thì họ nguyên như vậy mãi thì họ bao giờ thấy được chân như. Phải không? Thì như lại cái chân như bị lắm mà chỉ thấy được cái tướng nguyên vô mình thôi, mà không thấy chân như. Thì như lại quân chân như hay là quân tịnh hay là quân nguyễn là cái khả năng của chúng ta. À, chúng ta có cái khả năng muốn như thế nào cũng có thể được hết. Chứ không phải nghĩa là coi như mình bất lực như bao nhiêu người tưởng. Mình tưởng như lỡ sanh ra đây thì cứ làm gì con người thì chết rồi đó. Thì sanh ra khác hay gì đó tự ý. Mình không phải như vậy. Mà mình phải lấy lại cái quyền toàn vẹn của mình. Để mình đặt cho mình một trách nhiệm cho nó đi sanh tử luân hồi nữa hay là không cho. Phải không? Mình dành cái quyền đặc biệt đó để là cấm chỉ không cho sanh tử nữa hay là cho sanh tử gì được mình. Mà muốn cho sanh tử đó là mình quên cái gì? Tức là quên nhiễu pháp. Còn muốn giúp cấm chỉ sanh tử là quên tịnh pháp chứ gì hết. Thì như vậy đó, quý vị sẽ nắm được cái quyền trọn vẹn về số phận của mình. Phải không? Chứ không có ai định cho mình được, mà mình chọn nguyện quyết định cho đi luân hồi hay không cho, quyền của mình. Bây giờ quý vị in cho nó đi hay không? Thì nếu không biết in cho đi thì phải ra lệnh quyết liệt, phải không? Từ đây thì sao ra lệnh quyết liệt cấm chỉ, không có cho chạy ra cái đường đó nữa thì tự nhiên nó hết. Còn nếu là in cho thì cứ nuôi dưỡng nó, cái đó là quyền của mỗi người. Không có ai có quyền chứ ăn gì cho đó được hết. Thôi nghĩ vây hà luôn đạt rồi. Qua chúng ta đã học cái đoạn nói về tịnh và nhiễm đều có cái khả năng luân tập. Luân tập tịnh thì lần lần nhiễm nó sạch mà thường tịnh, còn luân tập nhiễm thì lần lần cái tịnh, tức là chơi như bị che lấp rồi trở thành nhiễm. Đây mới đặt câu hỏi để thấy nghĩa quân tập cho rõ ràng. Thế nào là quân tập khởi nhiễm pháp chẳng dứt? Hỏi tại sao mà quân tập rồi khởi ra cái pháp nhiễm tiếp nối không dứt? Đó là cái phần hỏi. Đây đáp. Nói rằng do y tư pháp chân như mà có vô minh, do có vô minh nên làm cái nhân của nhiễm pháp, tức là quân tập nơi chân như. Đó, lấy đó mà quân tập thì có cái vọng tâm, do có vọng tâm
tức xương tập như vô minh. Vì không rõ cái pháp chân như bất giác nguyện khởi hiện cảnh giới hư vọng, do có cảnh giới hư vọng thì những pháp làm duyên liền quân tập mê vọng tâm, khiến cho cái niệm trước kia, cái niệm trước, cái niệm đóng trước kia tạo các cái thứ nghiệp chịu tất cả cái khổ vân vân ở nơi thân tâm. Thì như vậy đây là cái chỗ đáp rõ ràng về cái nghĩa tu tập. Hỏi tại sao mà có cái tu tập những pháp trước nói luôn luôn không dứt, nhớ những pháp này là vô minh vọng tưởng là gốc của linh hồn, gọi là tu tập những pháp. Thì đây nói rằng trước hết là vì y nơi cái pháp chân như, lấy cái chân như làm thể, rồi từ trong cái thể chân như đó nó có hàm chứa vô minh, có vô minh, mà bởi có vô minh cho nên nó làm nên cho cái pháp nhiễm. Vì vậy mà nó quân tập trở lại nó chân như, bởi có cái quân tập như vậy nên nó mới có cái vọng tâm. Thì nói như vậy, quý vị nghe thì nghe biết cái tên danh từ, chứ còn chưa có biết được cái lẽ thật nó quân như thế nào. Thì chúng ta có thể tạm dừng những phương tiện nhỏ nhỏ để cho quý vị thấy. Ví dụ như cái biển nước nguyên nó là lặng lẽ, bởi nó lặng lẽ cho nên nó nhìn thấy bát nước mênh mông không có bờ nước. Bây giờ bất chợt có một đợt gió thổi sóng nó nổi dậy lên, thì sóng nó nổi dậy lên, hả, sóng nó nổi lên, sóng từ đâu mà có? Thì dĩ nhiên là từ nơi mặt biển lặng lẽ đó mà có chứ, phải không? Từ mặt biển lặng lẽ mà nổi sóng, chứ nó không có mặt biển lặng lẽ lấy đâu mà nổi sóng. Như vậy thì cái sóng nổi lên ví dụ cho vô minh, vô minh nó dấy lên là từ nó chân như, cho nên nói là y chân như mà có cái vô minh. Mà khi vô minh nổi lên chừng một là để sóng rồi thì đợt này nó kéo đợt kia nó kéo đợt nọ, cứ như vậy mà liên tục. Vì vậy cho nên nói cái vô minh nó làm nhanh rồi liền liên tục trở lại chân như. Đợt này nó kéo đợt kia làm cho cái mặt biển yên lặng kia nó bị che khuất đi do những cái lượng sóng bủa vậy, do nó quân tập như vậy đó, cho nên nó là nó có cái vọng tâm. Bởi vì nổi sóng lên rồi thì sóng đợt này đẩy đợt kia đùa đợt nọ, mà nó có những cái vọng tâm liên tục. Thì như vậy do cái vô minh là ví dụ cho những cái đợt sóng nổi dậy lúc đầu, rồi những đợt sóng nổi dậy lúc đầu đó nó nổi lên lặn xuống rồi nó đùa đẩy cho những đợt sóng theo sau liên miên tiếp tục. Vì vậy cho nên nói rằng từ vô minh mà có làm những nhân quân ở chân như, rồi do đó mà có vọng tâm, rồi có vọng tâm đó nó quân trở lại vô minh nữa. Vì lộn tâm dưới lên yên lại vô minh, tức là cái đợi sống đầu nó đẩy đợi sống thứ hai, đợi sống thứ hai nó đẩy đợi sống thứ ba, rồi như vậy cứ đẩy tới đẩy lui nhau mà sống trùng trùng được được tiếp nối không dứt đó. Thì đó là nói cái sự quân tập cái liên tục. Thì tôi lấy cái ví dụ ở bên ngoài, rồi bây giờ trở lại ở tâm tâm của chúng ta. Người tâm chúng ta nếu mà
một hơi nào chúng ta có cái duyên tốt, tự tâm nó thanh tịnh lặng lẽ, bỗng nhiên chúng ta nghe một cái tiếng nói cười của người gần đó, họ vừa nói một câu gì họ phát ra thật cười hoặc là họ la, thì lúc đó cái tâm lặng lẽ của mình lúc đó sao mà bỗng nhiên theo cái tiếng cười tiếng nói của người kia mà duyên theo đó rồi thôi, là nó duyên tới rồi nó còn duyên tiếp nữa. Vừa nghe là cái nói cười cái bỗng nhiên nó động tâm, nó động tâm cho nó duyên à, nói cười cái gì nghe lắm nghe tới, nghe rồi nghe câu nói đó rồi liền theo đó suy nghĩ câu nói, phải không? Đó, suy nghĩ câu nói rồi như vậy từ cái dưới miệng đặng lên bây giờ nó theo phân biệt rồi nó vinh trở lại cái dưới động ban đầu đó, rồi cái này nó lôi kia nó lôi cái nọ, nó kéo tí liên miên không dừng. Thì như vậy để thấy rằng cái vô minh vọng động làm nên rồi nó có nhiễm pháp, nhiễm pháp đó tức là vọng tăng, vọng tăng nhưng là vô minh, cứ vậy mà tiếp nói không dứt. Nói như vậy đó là để dùng cái thứ nghiệp vụ để thấy rõ cái phát động rồi nó kéo dài ra không dừng. Còn bây giờ nếu mà nói một cách cho tồn tại dễ hiểu hơn về cái tầm vô minh này, vô minh nó quên khởi ra vọng tâm nó quên trở lại vô minh. Tôi ví dụ thêm cái pháp, ví dụ như chúng ta đương bình yên vô sự, bỗng có một người ở đâu lạ đến, khi đến đó họ không có chuyện gì sơ sài, rồi họ lại bắt đầu tỏ những cái việc bất bình khi nói chuyện với mình, từ bất bình nhỏ lần lần tới bất bình lớn, hồi cái nỗi sân ra hết, rồi khi mà nỗi sân lên cái lúc đó làm sao, lúc mà nỗi sân lên thì tức là tôi ví dụ cho cái giai đoạn thứ nhất là vô minh. Vô minh là nổi xanh, nổi xanh cái xanh nó bậy, thấy không? Nó bậy đó, thì nó bậy ra rồi thì người ta liền trả lại cái nó bậy của mình. Rồi mình nó bậy, người ta nó bậy, cái trở vô từ cái xanh thứ nhất dưới lên cho tới cái xanh gì nữa, cái xanh thứ hai. Chỉ vô nó bậy họ câu hơi nặng nặng, nặng là chưa nặng lắm, cái họ muốn trả lại chính đáng, câu nặng hơn rồi. Mình ví dụ nói ra có một chí là mình trả lại chí dữ thì làm sao ta thì phải giận hơn có hồi nãy đâu. Giờ nếu mình phải trả lại hai chí rồi phải trả lại mình ba chí, trả hồi thì càng ngày càng càng làm cho cái thân nó to, từ cái nhỏ dữ giận lên nổi thân, cái dữ giận nó lại nói lại cho mình phải trả lại cái nổi thân nữa, rồi nói lại thêm chút nữa hết ta trả lại hồi đi, từ cái thân nói dưới lên cái chừng có vỡ tiếng mà là lần lần nó kéo hồi thấy cả chín mười tiếng và cái chuyện không nổi cái bánh đặc nhà hay không đó. Thì như vậy là để thấy từ cái vô minh nó dính lên rồi khởi giận, giận rồi nó duyên trở lại vô minh, cứ như vậy mà liên miên nó khó mà dừng được. Mà muốn dừng được thì phải có cái khả năng nào thực mạnh làm áp lực nó dừng được nổi, còn không thì nó cứ như vậy kéo yên nguyên. Đó là để nói cái ý nghĩa vọng dấy lên duyên trở lại vô minh, rồi cứ vậy mà liên nguyên tiếp tục. Bây giờ nói thêm cho rõ cái ý nghĩa khởi của nó, tại sao mà nó có khởi cái vô minh ban đầu, bởi vì không rõ được cái pháp chân như bởi mình không có thấm thực được cái pháp chân như, cho nên mới bất chợt cái niệm nó dấy lên. Những cái chỗ này là cái chỗ mà đa số người đều khả nghi, mà chính cái tâm kinh Lăng Nghiêm mà Thứ Lô Ma cũng vẫn nghi như vậy.
tại sao mình có cái chân như về đứt nước miệng thở nữa? Tại sao có chân như mà không có cái chân như thấy không? Về đứt nước miệng thở chưa vậy? Thì cái đó là một cái mà ai nói cũng đi. Cho nên ở trong này tổ mở bên nhà dùng cái chữ đứt lưỡi thở biển là đứt nước dưới lên là gì trước mình chẳng rõ, mình không rõ nó, cho nên nó rất rất miệng sở. Chứ nếu mình rõ ràng thấm được cái nó thì nó không có miệng sở. Tại là chính cái chuyện bất lưỡi là một chuyện làm cho mình chứng tỏ lên. Cũng như bây giờ chúng ta dư lượng giận cái người xung quanh đó, là lúc đó vì chúng ta không thấm được với cái tâm thanh tịnh của chúng ta, cho nên là mình không làm chủ, không làm chủ giận với dưới lên được, phải không? Chứ nếu mà bao giờ quý vị thấm được với cái tâm thanh tịnh mình làm chủ hả? Một cái gì vừa nói lên mình biết liền thì mình có giận không? Thì như lại cho nên ở đây tỏ muốn chỉ cho mình thấy rõ rằng cái chân như ban kia đó, cái chân như đó nó chưa phải là thuần, nghe không? Nó chưa phải thuần, chưa phải là cái chân như do cái căn tu hành dạng lọc, cho nên nó không có hiểu được tự thắng nó, hay là nó đích như đây là cho nên mình chưa có rõ ràng thắng được cái nó, vì vậy nó có bức giác dưới lên. Còn cái chân như sau khi mình luyện lọc, mình tu hành rồi á, cái chân như đó là cái chân như mình đã thắng được cái nó, mình đã liễu đạt nó, cho nên cái chân như đó nó không có bất giác nữa đó. Phải không? Như vậy để rõ cái ý nghĩa sao thì thành Phật không có khởi vô minh, phải không? Chứ còn không thì nó trước đã là chân như, tại sao sao là bất giác miệng khởi, bây giờ mình trả lời chân như lâu lâu cũng bất giác nữa đó, phải không? Như vậy tương lai cũng trở thành vô ích, cái đảo đi lộn lại. Vì vậy mà ở đây chú dùng chữ là do bất liễu chân như pháp, bất giác miệng khởi. Chứ còn nói mình lưỡi rồi thì đâu có bất giác miệng khởi. Lưỡi tức là sau khi mình dẹp tập hết những cái bệnh ngào đực của vô minh, thì lúc đó mình thích tình tắm với chân như. Mà lúc đó tức là không có bị cái bất giác nữa. Mà khi bất giác vọng khởi rồi thì hiện cái cảnh giới vọng, theo đó là hiện cảnh giới vọng. Do bất giác niệm khởi là hiện cảnh giới vọng. Hiện cảnh giới vọng rồi sao nữa? Thì do có cái cảnh giới nó làm duyên cho nhiễm pháp. Rồi có cảnh giới bên ngoài rồi, cái cảnh giới làm duyên cho nhiễm pháp. Do bất giác niệm khởi, niệm khởi cho nên có năng tiến, rồi có năng hiện, phải không? Năng tiến là mình là chủ quan, năng hiện là khách quan, là sự vật. Thì tổng gốc chủ quan khách quan nó có ra là do cái bất giác niệm khởi. Rồi giờ có chủ quan khách quan rồi, cái thì khách quan nó làm duyên để cho chủ quan bị nhiễm nữa. Như vậy rồi nó cứ liên nguyên. Như bây giờ tôi ví dụ tới sáng mà tôi tinh thần ví dụ, nó một hôm nào để con quả sử, người ta mượn ổng vẽ cái bức họa về địa ngục, vẽ người thì bị đâm, người thì bị đánh, người thì bị trọt cái tâm trọt đầu chết, ổng cứu tâm phần đầu ổng cứu từ những vẽ cho biết ngay cái tưởng tượng của cái người diễn tả đó. Ổng vẽ rồi hồi vẽ xong cái anh đứng ông nhìn cái đầu cái anh quan sợ thì như vậy. Mình vẽ ra rồi cái mình sợ thấy cảnh nó gợi người lên, rồi mình đâm sợ. Thì như vậy đó, ai tạo rồi ai sợ. Đó là cái trường hợp thứ nhất là mình vẽ rồi mình sợ. Còn trường hợp thứ hai cũng vậy, vẽ chữ ông đại tử đó, người ta nghĩ ông vẽ cho một cái tên người Mỹ thật là đẹp. Ông cứ biết là những vẽ là đẹp quá rồi, cho ông đứng, ông ngắm rồi là ông sợ. Ông cũng nói được. Từ như vậy làm cho mình sợ, làm cho mình nói mà cũng rất là mình thôi, chứ có ai đó. Bây giờ tôi nói một cái ví dụ như hôm trước tôi nói đó, tôi khoan là tôi nói rằng hồi xưa tôi ở trong ngôi Bảo Lộc lên giảm, tôi là do Phật tử ủng hộ cách được cái cấp khả dĩ cũng dễ thương, cách được cái cấp dễ thương. Từ lúc đó là rình
là cay rồi mình dọn rồi mình tách được cái tóc cả giữa giữa thương. Thì thấy cái thành cái tóc giữa thương đó là cũng nhất mình tưởng tượng làm sao cho ai. Tại vì giữa thương là lâu lâu có cái chuyện bất ổn, muốn bỏng nó đi sao không chịu. Ngày lúc già thì trong lòng nó hơi nao nao, nó khó chịu. Thì như vậy mình dưới cái gì? Cái mình tạo chứ gì? Phải là mình tạo ra rồi mình dưới nó. Chứ là ai tạo cho mình đó. Tại vì mình tưởng tượng mình tạo ra đúng như sở thích của mình cho mình diễn đi. Thì rõ ràng là tự mình tạo rồi mình làm duyên cho mình biết thế. Thì bây giờ quý vị thấy, quý vị cũng vậy, nếu mà quý vị làm được cái gì dễ rồi thì có nghĩ đến cái đó không? Thì như vậy tụi mình làm ra thì mình biết biết đó, tưởng khác này chứ giả sử kia. Giả là về dưng thật, hoặc giả là về sợ thật, tưởng là mình làm. Phải không? Vì vậy cho nên mình rồi thiên lại mình, thì cứ như vậy mà liên với nhân tạo người, chứ không có gì hết. Tôi ví dụ một cái cụ thể hơn nữa, ví dụ như cha mẹ hợp lại thăm được đứa con. Để thăm đứa con rồi thì đứa con không phải là của cha mẹ, thì cha mẹ sao? Thì biến như thế nào? Thì vậy mình tạo ra nó rồi mình cứ biến nó, biến nó rồi cho nó khổ ở trong lòng mình. Cứ như vậy mà liên với nhân viên. Rồi cái người này làm vậy người kia làm thể cho tiếp tục dần luân hồi nguyên nguyên bất diệt đó. Ở đời nó vậy, chỉ là một cái dòng lãnh quẩn do mình tạo, tạo rồi mình lướng lướng mình tạo cứ như vậy đó, mà ở trong cái lãnh quẩn không dứt. Cho nên ở đây mới nói nè, vì do cái bất giác niệm khởi rồi vận hiện cảnh giới, rồi do có vận hiện cảnh giới đó làm cái duyên cho nhiễm pháp liền quân ở trong vận tâm nha. Như vậy cứ mà quân tới quân lui rồi khiến cho cái tập niệm kia, cái niệm là cái vận tâm kia nó đóng chiếu rồi tạo ra các cái nghiệp thọ tất cả cái khổ ở nơi thân tâm, chứ không có gì hết. Nghĩa là mình tạo rồi mình lướt rồi mình thân nghiệm, nhưng mà cứ vậy mà liên truyền hoài không cùng không tận nha. Đó là cái chuyện mà mê lầm trong cái mê lầm. Cho nên không biết làm sao mà diễn tả cái mê lầm của mình tới cùng tới tận. Bởi vì mình không chỉ trở về nguồn mà cứ đi theo cái chiều mà lôi cuốn đó. Đó, lấy cái ví dụ dễ hiểu nhất là như trong gia đình. Đúng ra nếu người ta trở về nguồn thì nhớ ngược lại, thương ngược lại cái gì trước mình, phải không? Nhưng mà ta có thương trở lại cái trước mình hay là thương cái sau mình? Chứ nó trước đó, phải không? Lúc nào cha mẹ cũng thương con hơn là thương cha mẹ mình, phải không? Nếu cái thương cha mẹ mình thì thương lý tưởng là nguyên lý, chứ còn cái thương mà dư là đau đớn đó là cái thương con nhiều hơn. Đúng không? Là con nó cũng vậy, nó thương trước con nó nhiều hơn là thương cha mẹ nó. Cứ như vậy mà xuống hoài thì nó xuống xong, lâu đi lên. Đó là cái chiều đi ra, đi theo ngọn ngành, đi theo biển, chứ nó không có trở về nguồn được. Thì cái đó là cái dòng đi xuống, cứ gì thấy rõ ràng. Chứ nếu mình ngược lại thì thôi con mình sanh ra đó là đồ của mình không đáng kể, mà cha mẹ là người tạo nên mình mới thương chứ, thấy không? Cho nên cái cửa của mình sống ra đâu có giếng mà cửa cha mẹ để lại giếng đó. Mà mình không biết cửa cha mẹ để lại, không biết để lên, mà mình biết để xuống thôi mà. Vì vậy cho nên không có trở về nguồn được, mà cứ đi ra biển càng ngày càng cuốn ra biển, cho tới cái trường luôn mà biển thôi. Đó là cái dòng mê lầm của chúng sinh đó. Thì quý vị thấy những cái đó rồi tự chuyển lại thấy rõ cái lòng của mình bây giờ nó đường đi đâu, nó đường đi chiều nào, thấy rõ ràng như vậy. Cho nên chúng ta chịu khổ muôn ngàn đó là vì chúng ta theo cái vọng niệm mà cứ duyên là cảnh là cảnh của mình tạo cho ai, mà mình tạo ra rồi mình duyên theo rồi mình tạo nghiệp rồi mình chịu khổ, chứ có cái gì đâu có cái nào khác nữa. Đó là cái điều mà hiện tại chúng sanh đang chịu. Nhưng mà nghe nói thì mới nghe nói là mình tạo rồi mình duyên, nghe không hiểu, phải không? Chứ là xét kỹ thì rõ là mình đang tạo rồi mình duyên rồi mình khổ, chứ không có ai hết. Đó là một cái lẽ thật. Cái vọng cảnh giới này quân tập nghĩa, cái nghĩa quân tập nó có hai thứ. Thế nào là hai? Một đó là tăng trưởng cái niệm quân tập, hai đó
là tăng trưởng cái thủ dân tộc. Bây giờ cái cảnh giới rộng nó dân tộc chứ. Hai nghĩa, một nghĩa thứ nhất là tăng trưởng người, một nghĩa thứ hai là tăng trưởng thủ. Bởi vì tăng trưởng niệm làm sao? Tức là do cái cảnh giới. Bây giờ tôi ví dụ như là chúng ta hồi nãy, ví dụ ông họa sĩ, ông vẽ ra được một cái hình đẹp. Khi ông vẽ ra đẹp rồi thì ông muốn nhớ. Trong khi ông nhắm hình đẹp đó, ông muốn nhớ, ông nhìn từng nét cái khéo cho ông à. Thì như vậy ông nhìn lại từng nét khéo, cái nét khéo cho ông đó, thì ông hài lòng trong những cái nét khéo của ông, từng nét ông thích. Thì như vậy đó, tôi ví dụ cho cái tăng trưởng nguyện quân tộc, rồi ông thích từng cái nét đó. Đến khi ông thích nó rồi, rồi ông nhìn tổng đó, khi nhìn tổng đó ông thấy là hoàn toàn cái quả tổng hoàn toàn là đẹp à. Thì ông đặt cho nó tên là quả tổng gì đó. Thì tất nhiên từ đó thì sao ông sẽ đặt, ông nhớ cái tên quả phỏng của ông và thấy ông ai khi nào nói chuyện ai ông cũng đem cái quả phỏng ông khoe, hoặc là ai mà chưa quả phỏng ông thì ông nổi giận, thấy không? Thì như vậy ông tạo ra, thì khi ông nhìn từng nét ông thích, thì từng nét thích là ví dụ tình nguyện tới từng thành tựu một cái hình đẹp, ông đặt tên nó là cái gì rồi, rồi từ đó về sau nghe ai khen cái quả phỏng tên đó là ông hài lòng, ai chê nó thì ông nổi giận đó. Thì như lại cái ông đặt tên và khen ông thích, chê ông buồn đó gọi là tăng trưởng thủ quân tộc. Cái thủ quân tộc tức là chấp thủ cái danh tướng của nó, rồi mình bảo vệ khen thích mà chê buồn đó là cái chấp thủ. Thì như vậy, như là cái quân tộc do cảnh giới nó làm lại ở trong nội tâm của mình. Nghĩa là hồi trước thì nội tâm mình tạo ra cảnh giới, rồi có cảnh giới thì dung đã phải nội tâm mình. Thì luôn luôn nó như vậy là nó không có dừng. Nó bởi có cái hai nghĩa đó mà nó giúp làm cho cái sức mạnh. Cái nghĩa rộng tâm dung tập có hai thứ. Thế nào là hai? Một là nghiệp thức căn bản dung tập, hay nhận A-la-hán, Đức Chư Phật, tất cả cái khổ và tất cả Bồ Tát, cái khổ sanh tử. Hai đó là tăng trưởng phân biệt tự thức chuyên tập, nghĩa là hay thọ hay nhận tất cả những cái khổ của việc phàm phu do nghiệp nó trói buộc. Đây là chỉ cho hai cái khổ do cái vọng tâm duyên tập. Cái vọng tâm duyên tập có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là nghe cái nghiệp thức căn bản duyên tập, thì đó là cái duyên tập mà ban cho tế nhị đó. Thì cái duyên tập tế nhị đó thì nó làm cho hàng A-la-hán, hàng Đức Chư Phật và hàng Bồ-Tát bị cái khổ sanh tử. Ủa, mà A-la-hán còn sanh tử sao? Còn không? Bởi vì A-la-hán thì đúng ra đã là vô sanh rồi đó. Nhưng mà ở đây nói còn sanh tử là bởi vì nếu mà A-la-hán mà gọi là hồi tâm đã A-la-hán đó, thì các ngài có nhìn ở bởi vì A-la-hán hay không? À, khi các ngài tỉnh biết rồi, các ngài liền phát nguyện tiến tu thêm để lên các vị Bồ-Tát. Thì như vậy khi phát nguyện tiến tu thì các ngài không có dừng ở cái niết bàn tịch tịnh của mình mà tiến lên nữa, cho nên bị cái biến dịch tử thì Bồ Tát cũng vậy. Vì vậy cho nên A La Hán hay là Đức Chư Phật khi mà phát tâm hồi hướng đại thừa thì các ngài cũng còn nằm ở trong cái biến dịch tử, tức là thay đổi ngôi vị chứ gì hết, từ cái vị này chuyển lần lên cho tới Phật quả. Thì như vậy mỗi lần chuyển cái ngôi vị cho các ngài đó gọi là biến dịch sanh tử. Còn cái thứ hai là tăng trưởng phân biệt sự thức chuyên tập. Tôi nhắc lại cái chữ nghiệp thức căn bản
với cái phân biệt sự thức, hai cái đó nó sai biệt nhau. Cái nghiệp thức là chỉ cho cái gốc vô minh, cái gốc vô minh do vận động thứ gì ở tâm cái lúc ban sơ đó, cho nên nói là nghiệp thức. Còn cái phân biệt sự thức á, tức là chỉ cho cái ý thức vọng tưởng phân biệt của chúng ta, do nó chạy theo cái ngoại cảnh mà phân biệt, vì vậy cho nên nó hay dẫn chúng ta chịu cái khổ, do cái nghiệp có buộc thuộc về hàng phàm phu. Chúng ta bây giờ chịu cái khổ do nghiệp có buộc đó là bởi cái vọng thức hay là cái phân biệt thị thức, phân biệt nó tạo nghiệp, nó quân tập, mà chúng ta phải chịu cái nghiệp khổ trong hàng phòng phu. Thì như vậy cũng đồng thời cái thức quân tập, mà hai cái nó khác nhau. Cái tế thì gọi là A-la-hán, Đức Chư Phật, Bồ Tát. Cái thô thì gọi là phòng phu. Mà cái nghiệp tế thì cái sanh tử cũng tế, tức là nó chỉ biến dịch dời đổi. Còn cái thơ thì cái sanh tử cũng thơ, chúng ta chết đời này sanh qua đời khác từng phần từng đoạn, cho nên gọi là phần đoạn sanh tử. Phàm phu phần đoạn sanh tử, còn hàng nhị thừa hay Bồ Tát thì biến dịch sanh tử. Đó là chỉ cho hai cái phần nguyên tập của vọng tâm. Vô minh, cái nghĩa vô minh duyên tập có hai thứ. Thế nào là hai? Một đó là căn bản duyên tập, do hai thành thuộc cái là nghĩa nghiệp thức. Hai đó là khởi kiến ái duyên tập, do hai thành thuộc cái là nghĩa phân biệt sự thức, phân biệt sự thức. Đó là đây mới giải thích về cái vô minh nó quân tập. Vô minh quân tập lại có chia ra hai thứ nữa. Một thứ gọi là căn bản quân tập, là hay thành thục được cái nghiệp thức. Nghiệp thức là cái nghiệp ban đầu đó. Bởi ban đầu giới niệm gọi là bất giác. Bất giác nó tức là vô minh. Vì vậy cho nên nó mới tạo thành cái nghiệp thức. Cái nghiệp thức là cái nghiệp ban đầu để hiện cảnh giới, có cái năng kiến năng hiện đó. Đó là cái vô minh vô thủy, hay là cái căn bản vô minh. Rồi cái thứ hai là khởi ái duyên tập, tức là sau khi có cảnh giới rồi, sau khi có cảnh giới rồi, giờ yêu ra cảnh giới đó mà mình sanh ra yêu, sanh ra ghét. Cái do thấy cảnh giới rồi yêu rồi ghét, nó quân tạo cái tâm tâm mình mà thành tựu cái phân biệt thị thức. Thì cái này do yêu do ghét mà nó quân lên ở trong cái thị thức, cái phân biệt thị thức của mình, thì cái đó gọi là chi mạc vô minh, cái vô minh ngọn ngành. Thì vì thường cái tâm vô minh nó căn bản vô minh là chi mạc vô minh. Căn bản vô minh là chỉ cho cái vô minh ban đầu từ cái chân nguyên mà giới nguyện để rồi đi theo luân hồi, đó gọi là cái căn bản vô minh. Chi mạc vô minh hay cái chỗ khác cũng gọi là nguyện căn vô minh, là vô minh sau khi luân hồi rồi sống trong cái cảnh có mình có cảnh, có mình có vật, lúc đó trở lại yêu mến sự vật rồi sanh ra chấp thủ, thì cái đó gọi là chi mạc vô minh. Cái vô minh của ác là thủ đó, là cái vô minh của hiện hữu. Hiện hữu chúng ta thấy cảnh sanh yêu sanh ghét mà có cái chấp thủ, thì cái đó đó làm cho chúng ta liên miên lăn trong luân hồi không dứt. Thì cái đó gọi là cái phần quân tập thứ hai của vô minh. Như vậy là cái phần quân tập nhiễm pháp rồi. Bây giờ đọc tiếp về cái phần quân tập tỉnh pháp.
vây hà lưu tập. Thầy nói về cái tịnh pháp, quân tập cái tịnh, tức là cái lối tu á, quý vị nhớ. Trước khi nói đến cái tu, tôi nhắc cho quý vị nắm được cái căn bản của sự tu, thì mới thấy cái ý nghĩa sâu xa của sự quân tập này. Như thường ngày chúng ta thấy, đây là tôi nói theo cái pháp dễ hiểu nhất. Như thường ngày chúng ta thấy cái nhà, thấy cái bàn, thấy mọi sự vật, chúng ta đều tưởng như nó là thiệt, tưởng như nó là thường còn. Bởi tưởng nó thiệt, tưởng nó thường còn, cho nên có ai làm gì nó hư hao cho mình nổi giận lên, phải không? Đó. Như vậy đó thì cái niệm tưởng thiệt, tưởng thường còn đó, nó làm cho mình phải chấp, chấp giữ những cái mà mình thấy nó thiệt đó. À, thì như vậy cái lối đó mình cứ nhớ nó thiệt, nhớ thường còn, rồi ai động tới mình giận, mình buồn với dân đó, thì cái đó gọi là quân tập gì? Quân tập nhiễm pháp. Mà cái quân tập cho thì dưới vị chuyển là cho hồi kia đến giờ mình có quân tập nhiều ít. Nghĩa là quân tập như vậy luôn nè, phải không? Thân mình là thiệt, là thường còn. Sự vật xung quanh mình là thiệt, là thường còn. Mình cứ nhớ như vậy luôn luôn, cho nên mình bị cái gì xúc chạm đến thân, xúc chạm đến sự vật của mình, thì mình nổi nóng, mình la ó om tròm, mình giận, mình thương, mình buồn, mình ghét, luôn luôn như vậy đó, là bởi cái quân tập của cái nhiễm đó. Bây giờ ngược lại, mình thấy cái thân mình là vô thường, là hư giả, những sự vật xung quanh mình là vô thường, là hư giả, kiến thức như vậy, thì giả sử có cái gì xúc chạm tới nó, mình dấn nhớ để rồi không buồn không giận, thì như vậy gọi đó là quân tập cái gì? Thì như vậy quân tập như thế gọi là sao? Gọi là tứ, phải không? Còn cái quân tập cái kia gọi là theo thế tục, không chứ tu. À, thì như vậy cái tu nó không có cái gì lạ hết, thiệt tình là không có cái lạ, mà chỉ là cái khéo dựng công phu. Vậy vì nó sẵn nó xong ước từ từ, từ lâu ngày trời tháng nó trở thành thuần thục. Nhưng cái bông thơm và cái xanh để vô lấy hà liền cái thơm không? Và nhờ để lâu lâu rồi chừng 10 phút, 20 phút, 30 phút hoặc cả buổi cả ngày thì tự nhiên nó thấm. Bên nay có cái mùi gì qua cái xanh có cái mùi ấy, phải không? Thì sở dĩ nó thấm được là nhờ cái lâu, nghĩa là phút giây nào cũng có cái sự thông ước đó hết, phải không? Nó đều lâu ngày cái tự nhiên nó thấm. Chứ còn nó để vô lấy ra, để cho kiệt mạnh rồi lấy ra cái lưng đó thì nó có thơm được không? Cái thơm chịu không? Cái người chi mình muốn đè cho nát cái bông nữa mà nó có thể thơm chịu không? Không được nó, mà nó phản ước từ từ, từ từ lâu ngày thì nó thấm. Cái tu của mình cũng như vậy. Chỉ dụ thì có người nói là tôi cái gì mà giả tôi hoa mau và chết thân tôi làm cũng được nữa, phải không? Rồi giờ lửa tôi nhà hậu trong lửa mà thành Phật liền tôi cũng giống già nữa. Còn tôi mà cứ thắng từ từ này tôi ổn nhớ quá. Nếu hiểu như vậy thì thật là khó mà tu. Vì tu là cái dở gì hồi ngàn đời ngàn kiếp tới giờ mình cứ quân tập cái sai lầm. Cái sai lầm nó quân tập đã thống tạnh chương tạnh tử, từ thứ thịt nào cũng có cái sai lầm đó hết. Bây giờ muốn trở nó ra cho nó không còn diễn nữa thì phải từ từ quân biết hết chứ. Hồi xưa thì ví dụ mình quân cái đồ hôi huyết vô trong cái khăn của mình, nó hôi huyết quá rồi. Bây giờ mình muốn cho nó hết cái đó, mình đổi thành cái mùi hôi huyết thành cái mùi thơm, thì ít ra trước hơn giặt. Giặt rồi cái mình để gần như bông thơm hay là cái cây dầu thơm, cái xà bông thơm, để khoảng lâu 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 ngày cái từ từ nó thấm. Chứ muốn mà được liền sao được, thì chỉ có cách là mình bền chí thì nó mới được, chứ còn không bền chí thì không được. Giả sử quý vị lại nghĩ bằng cách khác, thôi giờ mình có chai dầu thơm mình chứa đại vô không liền, phải không? Có nghĩ cách đó thì cái đó thì không phải là cái nghĩa quân tập nữa, mà cái nghĩa đó là cái nghĩa
nghĩa là gội, là rửa, chứ nó không phải là nghĩa quân tập. Quân tập là cái từ từ, không ướt, không có hình tướng, mà lâu lâu nó thấm á, cái đó đó mới là cái nghĩa quân tập. Mà cái câu này là cái nghĩa quân tập, chứ không phải cái nghĩa như vậy. Thành thử ra bây giờ, hồi xưa quý vị quân tập sai lầm, là mình thiệt, cảnh thiệt, bao nhiêu đời vẫn kiếp kiếp thấy như vậy. Bây giờ mình nói hồi xưa kể từ khi mình biết cha mẹ dạy biết ăn biết nói tới bây giờ đó, thì mình quân tập cái gì? Quân tập tất cả mình là thiệt, cảnh là thiệt luôn luôn như vậy. Cho nên rồi theo đó mà tham sân si đủ thứ bệnh à, đó là gốc của luân hồi. Bây giờ mình biết à như vậy, cái đó là bệnh, đó là luân hồi. Do Đức Phật dạy mình biết thân này là hư giả, cảnh là hư giả. Nhưng mà mới biết trong lần đó hết, hết cái ngàn năm quân tập kia chưa, đâu có thấy hết được. Cho nên vì vậy mà từ khi biết đó rồi, thì từ đó về sau ngày đêm lúc nào cũng chăm chăm nhớ thân này là hư giả, sự vật là hư giả, đừng ham, đừng luyến, nhớ mãi như vậy, đi đứng nằm ngồi đều theo như vậy, thì gọi đó là quân tập. Quân tập cái đó rồi, cho nên biết nó giả, ai rầy nó mình cũng không giận. Biết nó dối cho nên nó có lỡ bị hư, bị nát cũng không buồn. Như vậy đó là quý vị quân tập cái chiều giải thoát. Hồi kia là quân tập cái chiều luân hồi, bây giờ ngược lại là quân tập cái chiều giải thoát. Thì cái quân tập cũng đâu có phải đơn giản, nó phải lâu ngày, trầy tháng, bền chí, nhất là bền chí. Nhưng quân tập như vậy là không bền chí là không được. Nhiều người cái sức mạnh thì có thừa, mà cái bền chí thì không có. Mà nếu có sức mạnh không có bền chí thì quân tập được không? Cũng như kiểu tôi nói hồi nãy, bây giờ biết làm cái gì mà hy sinh thân mạng họ chết cái rồi được thành Phật lòng liền. Mà giữa tôi từ từ thẳng cho em thấy thân này là giả, ai chửi nó đừng danh được kia là họ làm được. Chứ bây giờ mà giữa nhào vô lửa, nhảy xuống sông rồi chết cười ở dưới mà thành Phật thì họ làm nổi. Mà giữa người ta chửi và mình nín thì không chịu. Thì như vậy thì quý vị nghĩ có thể tu được không? Mà bây giờ quý vị nghĩ nếu mà nhảy vô lửa cái thành Phật liền, tất cả chúng ta ai nấy có làm được không? Thì như vậy mình mới nghe nói cái người dám nhảy vô lửa để thành Phật coi như là gan, phải không? Người đó gan như thế, nhưng mà thiệt ra cái người đó là người yếu, cái kẻ đó là kẻ yếu nhát nữa, yếu rồi nhát nữa. Tại sao yếu rồi nhát? Bởi vì sợ cái khổ dài, sợ cái bền bỉ không nhớ, cho nên nhào vô cái nào cho được liền á, nó mới dám làm. Còn cái dài dẫn á không dám nha. Vì vậy mà tôi phản đối luôn luôn mà có nhiều người thấy ai mà tự tử hoặc là cầm súng bắn mình, hoặc là nhảy xuống sông để mà chết chìm, hoặc là dùng dây thắt cổ, hoặc là dùng thuốc độc uống để mà tự tử, nghe coi như gian lắm vậy, phải không? Nhưng mà với con mắt của người hiểu đạo thấy cái đó là cái kẻ nhát trên đời. Nhát trên đời chứ không phải nhát thường. Tại sao họ dám chết như vậy? Là bởi vì họ không gian thấy những cái khổ ở trước mắt họ, hoặc cái khổ bằng cách này bị người ta bỉ bạc, hoặc cái khổ bằng cách nghèo đói, hoặc cái khổ bằng cái tức giận gì đó, họ không thắng được nó, cho nên họ mới làm. Còn nếu mình là kẻ hùng dũng, thắng được tất cả cảnh thì làm vậy làm chi chứ, phải không? Những cái đó là trò nít chơi. Còn cái người hùng dũng thì thấy cái đó là cái trò chết. Mặt giả sử là gặp cảnh khổ, nghịch chữ là tụng trời đó là hứa giá, có gì giận mà phải tự tử, phải không? Rồi gặp cái cảnh khổ nào mình tự chuyển được hết. Mà người nào gặp tất cả cảnh khổ đều nguyện chuyển lại hết thì người đó là người chuyển được quan cảnh, phải không? Mà người đó mới thực là người anh hùng. Còn cái người mà gặp cảnh chuyển không nổi rồi đầu hàng nó, mà nói là gian giả, nó đó là nói lầm, phải không? Đó là những người nhìn thiển cảnh. Cho nên quan niệm của tôi thì chúng ta đừng có liều, đừng làm việc bằng cách liều, mà chúng ta làm việc bằng cách bền chí. Bây giờ nói là cái quả đời là khổ, dĩ nhiên ai cũng thấy nó là khổ.
Nhưng mà tất cả cái khổ đó tới với mình vẫn không sợ. Mình mới gian chứ, nhưng anh sợ khổ. Cả đời là khổ, cái đời quá sợ, cứ chạy, cứ trốn, cứ đơn đi. Thì đó là nhé. Vì vậy cho nên mình không có sợ. Không sợ mà không phải mình không biết nó khổ. Có người ở trong cảnh khổ mà không biết nó khổ, rồi cười, rồi vui, rồi tới chuyện gặp khổ, rồi chơi trời, chơi đất. Thì cái đó là kẻ si, phải không? Còn chúng ta tâm cái khổ, biết nó là khổ mà không thành sợ nó, gian dạ chịu đựng, thì đó mới là người gian dạ. À, mà cái gian dạ đó làm cho có một sức mạnh. Những sức mạnh đó ở đâu? Là do mình dùng trí tuệ quân tập nơi mình. À, mình quân tập bằng trí tuệ, do trí tuệ quân tập viết rồi nó thành. Vì vậy cho nên ở đây gọi là tịnh pháp. À, cái tịnh pháp là cái quân tập những cái pháp tâm tập, mà nói cái khác là trí tuệ, hay là nói bằng cách nữa là chân như. Thế nào quân tập khởi tịnh pháp chẳng dứt, chỗ nói rằng do có cái pháp chân như hay quân tập vô minh, do quân tập nhân, do cái thức quân tập nhân duyên ác khiến cho cái vọng tâm chán cái khổ sanh tử, ưa cầu niết bàn. Do đây, do cái vọng tâm này có một cái thức chán, cái thức cầu của cái thức nhân duyên chán và cầu, liền quân tập nơi chân như. Thì cái chỗ này thì quý vị nhớ, có nhiều người không biết tu rồi nghe nói nếu mà còn giới niệm thì đó là vọng, mà vọng thì đó là vô minh, phải không? Rồi nghĩ như vậy tu là làm sao? Ví dụ như giờ nói rằng cái cuộc đời này nó là vô thường, nó là khổ, nghĩ cuộc đời vô thường khổ đó, thế nghĩ đó là vọng hay là không phải vọng? Vọng hay không phải? Nó vọng, nhưng mà vọng đó là nó vinh thành tịnh pháp, phải không? Còn nghĩ cuộc đời này là vui, là thích thú rồi kia, thì đó là vọng hay không phải vọng? Cũng vọng, mà vọng đó nó vinh thành nhiễm pháp, đúng không? Thành ra cũng cái vọng, mà một cái nó quân được tịnh, cái quân được nhiễm. Mà cái quân tịnh thì chúng ta thường gọi là trí, còn cái quân nhiễm thì gọi đó là tình. Nhớ như vậy đó, chứ hai cái đều là vọng hết, chứ không phải cái nào là chơn. Chơn thì nó không có giới, phải không? Có giới thì nó phải chơn. Nhưng mà bây giờ mình đã lỡ giới nhiễm rồi, không giới cái tịnh để mà trừ nó thì làm sao? Đó. Thì tôi ví dụ cái cho thiệt rõ. Ví dụ giờ quý vị có cái áo mới, không có dơ giấy gì hết trơn, áo sạch bon mà lầm lặng không dơ, thì quý vị cần đang đi giặt không? Nhưng nó sạch mà không dơ giặt chứ. Rồi giờ nếu mà quý vị mặt nó có mồ hôi, có bụi bặm dính rồi, thì quý vị muốn cho nó sạch lại phải làm sao? Phải đi giặt. Đó. Thì như vậy nếu cái áo không sạch thì tội gì phải giặt, phải không? Mà vì mình mặc có cái mặt có cái dụng mang vô rồi nó nhiễm nó dơ, thì mình phải dùng cái dụng giúp dò tẩy cho nó sạch, nó thối lại thì nó mới trở lại cái trạng thái sạch của bụi đầu, phải không? Chứ còn nếu mình không giặt không rửa thì nó làm sao mà trở lại cái sạch bụi đầu được? Nha, thì như vậy cái dụng mà giặt rửa đó là cũng là cái dụng, phải không? Chứ là nếu nó nguyên, nó tinh nguyên sạch sẽ như ban kia thì có dùng cái dụng mà giặt đập được chi cho vô ích, phải không? Nha, thì như vậy khi mình mặc là cái dụng, và khi giặt cũng là cái dụng, hai cái đó đều cái dụng, nhưng mà cái dụng đi lành cái dơ, một cái dụng đi lành cái sạch, phải không? Đó đều là hai cái dụng hết, nó không phải là cái nguyên bản thân như cái áo ban đầu, phải không? Nhưng mà cái dụng kia thì nó đưa lành cả về cái sạch sẽ của ban đầu, còn cái dụng nọ là đi xa lành cái sạch sẽ ban đầu. À. Vì vậy cho nên chúng ta
dừng cái vọng tâm nhàm chán, tức là dừng cái chức nhân duyên quân tập do cái vọng tâm nhàm chán cái khổ sanh tử, yêu cầu niết bàn, thì do cái vọng tâm đó, do cái nhân duyên vọng tâm yêu và chán đó mà quân tập lần lần để trở về được cái chân duyên, chứ không có gì lạ. Cũng như hồi nãy tôi nói, nghĩa là chúng ta dùng cái vọng tâm mà biết cái thân này giả, biết cái cảnh là hư giả, từ bởi vì biết nó hư giả cho nên mình không giận và không tham, bao nhiêu tiền não lần lần nó nhẹ xuống, phải không? Mà nhẹ xuống thì tâm lần lần nó bớt động trở về tỉnh, và trở về tỉnh tức là chánh niệm cái gì, thì đó cũng là do vọng quân tập mà được trở về chánh niệm. Mà quân tập như vậy gọi là gì? Gọi là tu, phải không? Gọi là tu, tu là vậy đó. Cho nên nói tới tu là nói tới cái vọng tâm quân tập, chứ không phải là cái chân như. Chân như cái cần tu không? Vì vậy cho nên nói tu chân như là tại tu là dùng cái vọng để quân tập cho gỡ những cái nhiễm kia, nhiễm chưa hết rồi nó trở về chân như. Đây mới nói cái cách tu từ bậc tự tin nơi cái tánh của mình, biết tâm vọng động, tự tin là bản tánh của mình có cái bản tánh chân như thanh tịnh, rồi biết cái tâm vọng động của mình không theo nó, thì cái đó là hàng nào tu? Hàng học chính Bồ Tát rồi. Quý vị nhớ chưa? Hỏi thị cơ đó, mở đầu nữa, biết mình có cái chân như tự tánh chân như thanh tịnh, rồi không theo những cái vọng tâm, cái tâm vọng động, thì như vậy đó là cái cơ tính, trong cơ của thập tính, cái tính ban đầu, tức là cái chánh tính ban đầu của thập tính Bồ Tát. Rồi không có cảnh giới trước, nghĩa là tu cái pháp xa lìa, tức là tới hàng thập giải, tức là nhận được cái cảnh giới trước không thiệt, cảnh giới trước không thiệt, rồi tu cái pháp xa lìa, sở dĩ chúng ta không lìa được cảnh là vì thấy cảnh nó thiệt. Bây giờ mình nhận rõ tiền trần đều là hư giả không thiệt, thì như vậy chúng ta liền tập xa lìa các pháp, các pháp không là nhiễm ô nữa, đó là hàng thập giải Bồ Tát. Nó nhận được cái cảnh trước rồi mình xa lìa, đó là hàng thập hạnh, tính để tới hạnh. Do từ cái nhận rõ đó, nhận rõ không có cái cảnh trước thực mình mới xa lìa được, thì như vậy đó là thập hạnh Bồ Tát rồi đó. Quý vị bất thình lình tu biết đâu giống mấy vị Bồ Tát này, thấy không? Biết đâu nhờ mình giống được hết nè. Rõ ràng mình biết tất cả cảnh giới ý trước nó không thiệt, cho nên mình tập xa lìa nó, thì như vậy đó. Nói vậy mình không dám tự cho mình là Bồ Tát nha, đừng có cho, nhưng mà mình giống con cháu các nhà, cái lối tu mình nó giống con cháu các nhà. Do biết như thật không có cái tiền cảnh nên dùng các thứ phương tiện, bởi do mình biết được cái tiền cảnh nó là không thật, biết đúng như thật như vậy, thì nghĩa là khi mà hồi ban đầu nói không có tiền cảnh, không có cảnh giới trước, lúc đó mình mới dùng cái tâm mình quán thôi, chứ chưa thấy được như thật. Hay quán cái tiền cảnh nó là hư giả, mình điên quá. Rồi bây giờ cái quán nó thuần rồi, mình thấy rõ tiền cảnh là không thật, thấy quả biết vậy, không còn quán mà cũng vẫn thấy vậy, thì lúc đó là bước vào cơ địa Bồ Tát rồi. Cho tới thuần thục thấy cảnh giới trước
biết quả biết đúng như thật là không còn có cảnh thiệt nữa, thì như vậy đã tới sơ địa Bồ Tát. Rồi lúc sau khi đó mình mới dùng vận dụng hết mọi phương tiện để mà tiến tu, thì đó gọi là nhị địa Bồ Tát. Từ nhị địa cho tới cửu địa Bồ Tát, nghĩa là dùng mọi phương tiện để tiến tu. Rồi khởi cái hạnh tùy thuận, không có chấp, không có niệm, cho đến hàng xa, hàng xa lìa. Như vậy đó là mình do dùng mọi phương tiện để tiến tu lần lần, cái hạnh mình nó được tùy thuận với chân như, cho nên nó không còn có chấp thủ, không còn giới niệm, cho đến hàng lâu xa tâm thanh tịnh, thì đó đã bước lên thập địa Bồ Tát rồi. Như vậy thì thấy hàng thập địa Bồ Tát là tới cái chỗ đó. Người cái thức quân tạp, vì cái thức quân tạp vô minh ác diệt, do đó mà do cái vô minh nó diệt, cho nên tâm không có khởi. Vì tâm không có khởi cho nên cảnh giới từ đó mà diệt, do nhân duyên đều diệt nên tâm tướng đều hết, thì gọi là được niết bàn, thành cái tự nhiên nghiệp. Thì thành tự nhiên nghiệp là thành gì đó? Thành Phật đó. Thì quý vị thấy cái tu thì là cái đây nó rất là đơn giản, là nó rất là đơn giản. Từ khi mà mình tin được mình có một cái tự tánh bất sanh bất diệt, hay là tin cái đó chân như của mình sẵn có, tin được như vậy để không theo vọng tâm, đó là bước vào tính địa. Rồi từ cái tính địa đó lần lần xét thấy tiền cảm nó không thiệt, quán sát như vậy dần dần để mà xa lìa nó, là học hạnh Bồ Tát, hạnh và hướng về xa lìa. Cho tới bao giờ mình thấy như thật, không còn ngờ được cảnh trước, nghĩa là rõ ràng cảnh trước là giả, không còn một tí gì làm cho mình hiểu nữa, thì đó là tới sơ địa. Rồi từ sơ địa đó mà mình dùng mọi phương tiện để tùy thuận cho như, tiến tu cho tới dứt hết mọi niệm, mà dứt được lâu dài thì gọi đó là thập địa Bồ Tát. Rồi do cái chức dứt đó mà vô minh lần lần nó diệt, mà vô minh diệt thì tâm mình nó không khởi, thì tâm không khởi cho nên cảnh giới cũng diệt. Do đó mà nhân là vô minh, duyên là cảnh giới, hai cái đều diệt, thì tâm tướng nó đều theo đó mà hết, thì đó là niết bàn. Thì như vậy thành Phật chính cái gì đó. Thì đến cái sau nói là nhân duyên đều diệt, là cái lúc đó căn cứ và thập mục nhu đồ là cái gì? Chú mục đồng và con câu không còn, phải không? Cả hai đều không còn. Thì như vậy mục đầu đồng và con câu đều không còn, vì vậy cho nên gọi là tâm tướng hết, thì cái đó là niết bàn, cái đó là thành được cái nghiệp tự nhiên. Thì quý vị thấy trên con đường tu nói theo tổ mở huynh thì thiệt là đơn giản, coi bọn dễ quá, phải không? Quý vị có cảm thấy dễ không? Thấy hình như mình có ngoài đi được, phải không? Và hình như mình đang đi nữa chứ, phải không? Đó là cái chỗ mà khi thực là vậy. Bởi vì tôi nói rằng đây là không phải chúng ta tự cao mà nói, để quý vị tự tính. Nếu chúng ta không có cái duyên lành lớn thì không làm sao chúng ta tin nổi cái chánh pháp đại thừa. Mà đã tin nổi chánh pháp đại thừa thì âu là chúng ta cũng có một chút chủng tử đại thừa, phải không? Có một chút chủng tử đại thừa mới tin nổi. Mà có một chút chủng tử đại thừa thì chúng ta dễ bước lên chính tâm, không có khó. Bây giờ ở đây đa số quý vị
quý vị có tin rằng mình có cái chân tánh bất thanh với việc không? Tin à. Giờ quý vị có chấp nhận vọng tâm sinh diệt của mình là thiệt mình nữa không? À, thì như vậy thấy quá rồi, giống hệt Bồ Tát mà sơ tính tâm nữa. Thấy rằng như vậy thì đó là cái lối đi mà nó hết sức là gọn gọn, mà nó thẳng ngay cái con đường duy nhất đó, chứ không phải mà quý vị. Giờ tôi nói thực tình á, nếu khi chưa tới cái hội này, quý vị có được niềm tin đó chưa? Thì quý vị cũng tu như vậy mà niềm tin đó không có, phải không? Cho nên cái đó mới là cái khó. Vì vậy mà chúng ta mới thấy cái nhân duyên lớn của chúng ta. Chứ còn nếu mà không có như vậy thì nhiều khi mình cũng xem thường. Chứ thực tình có cái nhân duyên lớn, mình mới nhận ra được lẽ đó, mình mới tiến tu được, chứ không phải là ngẫu nhiên. Vì vậy mà biết rồi để mà mình tự tính nỗ lực tu, chứ không phải biết như vậy rồi để khoe tôi có chủng tử Bồ Tát này kia cho nọ. Cái đó là bệnh đó, phải không? Nhớ vừa cho mình là chứng thánh là lạc vào quần tà rồi, phải không? Còn nếu mà mình sao thì sao mà gọi là cảnh giới lạnh? À, tức là không có khởi cho mình là chứng thánh, đó là cảnh giới lạnh. Nó không có khởi hưởng mình là thánh gì hết, chứ là mình có cái chủng tử tốt đó, chứng đáng là tương thì đó là lầm hết, không có thấy, không có lỗi. Còn nghĩ vậy thì lỗi ha. Như vậy để biết rằng cái lối tu coi như khi mình hiểu rồi thấy hình như là dễ vậy đó, thấy không? Hình như là dễ vậy, còn hồi chưa hiểu thì coi như mò vàng ra rồi thấy sao mà tỏ giả vậy, Phật giả vậy mà không biết làm sao mà tốt. Còn nếu mình hiểu rồi thì thấy không có. Chứ thật tình nếu mà ai là Phật tử, ai là người xuất gia đều hằng ứng dụng như cái này, tin được tự ta mình có cái khả năng thành Phật, hay là nói cách khác là có Phật tánh, có tinh như, là biết vọng tưởng là cái vô giả không thiệt, cảnh giới bên ngoài cũng là giả không thiệt, thì những người đó là người biết tu. Nhưng bây giờ quý vị nhớ thực tình ta, bao nhiêu việc đó mà bây giờ cũng ít gì làm, phải không? Coi như là người ta không chịu thấy nó giả, không chịu tin rằng mình có khả năng thành Phật. Nếu nó là miệng mà không có tin thiệt, còn cái thân này và cảnh này nó giả, nó thì nó phải tin chứ mình cũng không nhận nó thiệt. Cũng không chấp nhận, không nhận rằng có vọng tưởng là vọng, không thấy cảnh mà là giả. Vì vậy cho nên tu thì tu mà không có đi tới giải thoát nổi. Tu là tu mà lực trần nó dễ diễn. Tôi nói là mình biết thực tình cảnh giới là giả, vọng tâm là vọng, thì chắc là lực trần cũng hơi khó diễn chứ. Khó không? Muốn khó không? Phải cho lực trần diễn được là giải cái gì mà diễn? Giải mình thấy nó thiệt, mà nó diễn thì diễn nó vọng tâm, vọng tâm mình chảy nó mất. Phải không? Bây giờ vọng tâm mình biết nó là vọng, không chấp nhận. Thế trần biết nó là giả, mình không chịu tham, không ham thế trần, không chạy theo vọng tâm là không nhiễm được. Giả sử nó có nhiễm thì tưởng như là cầm một cái nắm tóc mà mình nhấn ở trên một cái tấm giấy dầu trên mà dựng đứng, nhấn là nó rớt xuống hơn, nó không dính. Còn nếu mà mình không khéo thì tự nhiên dễ bị nhiễm. Mà phần nhiều chúng ta thấy đa số người tu của chúng ta không ứng dụng cái đó được. Bởi không ứng dụng cái đó được cho nên bị cảnh lôi dễ. Vì vậy mà chúng tôi mong rằng tất cả những người mà có cái duyên mà được nghe hiểu rõ như ở đây thì chúng ta phải ráng nỗ lực hàng ngày, hàng đêm, hàng năm, hàng tháng vun đắp như cái chỗ này, thì tất nhiên ai rồi cũng có thể
tiến được đến chỗ cứu chính là được nhất bà thành tự như nguyệt. Đó là cái chỗ mà chỉ rõ của chi tổ. Bây giờ nói về cái vọng tâm nguyên tập, nghĩa vọng tâm nguyên tập có hai thứ. Thế nào là hai? Một đó là phân biệt sự thức nguyên tập ư hơi tác phòng khu nhị thừa vân vân, nhàm chán cái khổ sanh tử, từ chức cái khả năng của mình do lần lượt chư hướng vô thượng đạo. Nha, đó là cái chỗ mà quân tập bằng phân biệt tự thức. Hai đó là ý quân tập, nghĩa là các vị Bồ Tát phát tâm dũng mãnh chống tiến tới niết bàn. À, thì như vậy cái trước là gọi là phân biệt tự thức quân tập. Rồi cái phân biệt tự thức quân tập này là chỉ cho hàng phàm phu và hàng thánh nhân nhị thừa do mình chán cái khổ sanh tử rồi nỗ lực tu hướng vô thượng bồ đề hoặc là tu hướng chân như. Chỉ tu hướng này á, mình đừng có hiểu lầm theo cái nghĩa tu hướng là chạy tiền. Tu hướng là sao? Tu hướng tức là cái chỗ khác gọi là tùy thuận tức là tùy thuận theo đó trở về đó. Còn nếu chỉ tu hướng thì mình nghe cứ như là chạy tiền, chạy đi trước, mà chạy đi trước thì không phải. Chạy đi trước thì tất nhiên là mình còn mắc kẹt cái hình thức chạy đi vượt. Mà nếu là chi tất nhiên thì tất nhiên sẽ bị tà rồi, phải không? Vì vậy nên muốn phải hiểu theo cái nghĩa là tùy thuận, nghĩa là tùy thuận vô thượng đạo. Nó mình nhiều chán khổ không tử, không đắng không ngưỡng, nên cố gắng tùy thuận trở về chân như. Mà tùy thuận tức là không theo loạn, mà không theo loạn thì lần lần nó được như. Đó là cái thứ nhất. Bây giờ đến cái thứ hai, nó là cái duyên tập của ý. Mà cái đó là do các vị Bồ Tát phát tâm dẫn mãn mà chấm tiến đến Niết Bàn. Thì quý vị nghe nói duyên tập của ý thì nghe còn hơi khó hiểu. Chữ ý này là thường thường mình nói ý mình quan niệm như cái ý thức, nhưng cái chữ ý này nó không phải là ý thức. Chữ ý như đoạn trước có nêu lên năm ý đó, sở dĩ mà tạo thành thế gian chúng sanh thế giới đó là do cái ý, mà cái ý chưa tới năm thứ. Vì vậy nha, chữ ý này là chỉ cho cái phần duy tế của năm cái nghĩa ý ở trước. Nhờ cái phần duy tế đó cho nên nó là dành riêng cho hàng Bồ Tát chứ không phải hàng phàm phu nhị thừa. Bây giờ nói về cái nghĩa chân như nguyên tập. Nghĩa chân như nguyên tập cũng có hai thứ. Thế nào là hai? Một đó là tự thể tướng nguyên tập, hai đó là dựng nguyên tập. Tự thể tướng nguyên tập đó là từ vô thủy đến nay, từ đời vô thủy đến nay đầy đủ nhờ vô cái pháp vô lậu, đủ có cái nghiệp bất cứ người do cái tánh cái cảnh giới, cái tánh cảnh giới ư hơi hai cái nghĩa này hằng thường quân tập. Vì nó có cái sức mạnh hay khiến chúng sanh nhàm trái thân cái cổ sanh tử mà ưa cầu niết bàn, tự tin nơi thân mình có cái pháp chân như
phát tâm tu hành. Đó, nói về chân như viên tập, vì đoạn trước nói vô minh viên tập, thì ở đây nói chân như viên tập, còn gần đây nói là vận tâm viên tập, thì ở đây nói chân như viên tập. Mà chân như làm sao nó viên tập được? Ở đây tôi nói rõ, chân như lúc nào nó cũng có cái khả năng viên tập, mà tại mình không biết, mình không để ý. Nên đây chia ra làm hai thứ, một là tự thể tướng nguyên tập, còn cái thứ hai là dựng nguyên tập. Thể tướng nguyên tập là gì? Là từ hồi vô thủy đến giờ mình sẵn có cái pháp vô lậu như vậy, và đầy đủ tất cả những cái bất kỳ người nghiệp nó làm cái tánh cảnh giới. Làm cái tánh cảnh giới, vì vậy mà nó mới có cái y theo cái chỗ đó mà nó viên tập mãi mãi. Thì nói như vậy thì quý vị thấy chân như mình đã nói là bất động, bất động mình không viên tập được. Thì thường thường hồi nãy mình nói do cái vọng viên tập thì quán chiếu viên tập thì phải, còn chân như là cái bất động mà không viên tập được. Hôm qua tôi có nói sơ sơ, tôi nói rằng tất cả chúng ta ai cũng có cái ý nguyện muốn được cái hàng còn, phải không? Có cái ý nguyện muốn hàng còn, muốn tìm ra cái hàng còn, còn mãi mãi không mất. Đó là ai nói đều có cái không hài lòng một cái tạm bợ, hư giả, mai còn mai mất này, phải không? Đều không hài lòng những cái giả này, mà muốn tìm một cái tuyệt đối bất thân bất diệt. Mà nếu không có, mình không có một cái hành còn đó, làm sao mà có thể được cái dựng mà muốn tìm hết. Thì như vậy, do cái hành còn nó có đó, cho nên nó mới có dung tạp khiến cho mình có cái dựng, nghĩ tìm nó chứ. Phải không? Chứ nếu không có cái đó thì nghĩ tìm cái gì? À, như vậy cho nên nó có thể chân như chân tập, bởi vì nó có nằm sẵn ở trong đó. Tuy nhiên là bị mây mờ của rộng tử che lấp, nhưng tuy mây che lấp chứ là lâu thì hơi có hơi cái sáng sáng nó cũng thoát ra, nó có cái sáng sáng thoát ra. Vì vậy cho nên cái sáng sáng thoát ra đó, nếu chỗ nào mây mỏng thì nó lé chút sáng, nha. Do nó có lé chút sáng cho nên mình mới tìm, nó khỏi thì dựng tìm nó sáng chứ, phải không? Chỗ nào không có lé chú sáng là hết, thì lấy gì mà biết mà khỏi dựng tiền ánh sáng. Nha, từ bây giờ nghe cái tâm tánh chúng ta, để chúng ta có cái chân như hay là cái Phật tánh thường còn không mất đầy đủ, để cái có cái đó mà bây giờ chưa lắm, cho nên mình bị như có cái thiếu là hai cái triệu chứng gì đó, cho nên mình mới có một cái văn quốc thì tìm kiếm trở lại đó. À, vì vậy cho nên đó là cái khả năng quân của cái chân như, tự thể tướng cái chân như nó quân như vậy đó. Rồi tới cái dựng bất cứ người của nó cũng thường quân. Vì vậy cho nên mình qua đó không chỉ tí là hai cái triệu chứng gì đó, cho nên mình mới có cái văn quốc để tìm kiếm trở lại nó. À, vì vậy cho nên đó là cái khả năng quân của cái chân như, tự thể tướng cái chân như nó quân như vậy đó. Rồi tới cái dựng bất cứ gì của nó cũng thường quân. Vì vậy cho nên mình do đó mà mình có mới có một cái để mong mỏi xa lìa những cái khổ của sanh tử và trở về cái thường bất biến là niết bàn. À, như vậy cho nên biết rằng ai nấy tu hành đều là do hai cái phần quân của chân như là tự thể quân và dụng quân, thể tướng quân và dụng quân, hai cái chức quân đó làm cho chúng ta với có sức mạnh để tìm cầu giải thoát, để trở về chân như. Chứ nếu không có hai chức quân đó thì không làm gì chúng ta biết trở về chân như hết.
Thì như vậy là để chỉ rõ sở dĩ chúng ta có biết tu là vì chúng ta có sẵn cái đó. Ở đó ở tầng nó có phát ra những cái khả năng, những cái nghị lực của nó, cho nên chúng ta mới thức tỉnh mà tu hành được. Đọc tiếp. Vẫn biết nghĩa vô địa nghĩa, nhất thiết chúng sanh pháp nửa chân như chẳng giai vô tập, với hà nửa tướng vô tướng, vô lượng tiền hậu ta địa, giao ư nhất thời tự chư nửa chân như pháp cần vô phương tiện. Về cái thể tướng chân như quân tập, như là khi nói cái thể tướng chân như quân tập, đó là ai cũng sẵn có chân như, ai cũng có cái thể tướng chân như quân tập, thì lý đáng phải làm sao? Thì ai cũng bình đẳng được quân tập hết, mà được bình đẳng quân tập hết thì ai rồi cũng đều tu được và cũng thành Phật hết, phải không? Nhưng mà bây giờ thấy ở thế gian có bình đẳng như vậy không? Cho nên đây mới đặt câu hỏi để giải cho như đó. Hỏi rằng nếu nghĩa như thế, tất cả chúng sanh phải đều có chân như, đồng đều được quân tập, tại sao mà có người tính, có người không tính, vô lượng sự tu hành trước sau sai biệt? Thì như vậy thì tại sao có lại vậy? Đây mới kể thêm, đều nên đồng thời tự biết có cái pháp chân như, rồi chuyên tu phương tiện, đồng thời yêu lòng bạn phải chứ, phải không? Nếu là như ông nói, mỗi người đều có cái tự thể chân như, rồi tự thể chân như nó nguyên tập khiến cho người nào cũng được tu hành, thì như vậy thì bình đẳng, người nào cũng có thì người nào cũng được nguyên, mà được quân thì người nào cũng khởi tu, thì như vậy thì cũng bình đẳng vào nước bàn liệt với nhau, chứ có gì đâu mà sai biệt. Thì tại sao có sai biệt như vậy? Đó, đây phải đáp, đáp rằng chân như vốn là một, mà có vô lượng vô biên cái vô minh từ xưa đến nay tự tánh nó sai biệt, dày mỏng chẳng đồng, quá hằng hà xa vân vân, trên các cái thứ phiền não y nó vô minh mà khởi sai biệt, nào là ngã kiến, ngã ái vân vân, những cái nhiễm phiền não y vô minh mà khởi sai biệt. Như thế tất cả cái phiền não y nơi vô minh mà khởi ra, trước sau vô lượng sai biệt, chỉ có Như Lai mới hay biết đó. Thì cái câu trả lời này mình thấy rõ ràng được cái ý hỏi trước kia. Câu trả lời ngài đáp rằng ngài nói chân như thì có một chứ không có hai. Đây nó một cũng là một phương tiện nói mà mình như các ngôn ngữ chân như nó không phải vừa mà vô minh thì có vô lượng vô biên. Tại sao chân như có một mà vô minh tới vô lượng vô biên? Bởi vì cái chỗ này nếu ai có tu thì biết khi mà mình giới niệm thì quý vị biết chừng bao nhiêu niệm một ngày, quý vị cứ mỗi niệm là cái quý vị duy trọ, niệm A dưới là duy trọ, và A dưới là, và B dưới là duy trọ, thì một ngày cộng lại chừng bao nhiêu tên chú niệm dưới sở. Mà mỗi chú niệm dưới sở là một tướng trạng của vô minh cái gì, phải không? Đó, như là khi mà mấy cái niệm đó nó lặn xuống hết thì lúc đó còn thấy, thì ta không nói là một, người đối với nhiều, phải không? Chứ sự thật tới đó cũng hết một nữa, nhưng mà đây tạm thôi, tạm nó là một. Đó, vì vậy cho nên nói chân như vốn là một. Nhưng mà vô minh thì vô lượng, vô biên, không có tính hết được. Từ xưa đến giờ,
nghe, tự tánh của vô minh nó là sai biệt vô cùng, nó dễ lên trùng trùng biệt biệt, không biết bao nhiêu mà kể cho hết. Nhưng mà ở trong đó đó có kẻ dày, có người mỏi, phải không? Tuy nhiên nó nhiều nhưng mà có kẻ dày, có người mỏi. Đó là để thấy cái, nếu mà dày thì cái dung của chân như nó lâu thấy, phải không? Nếu mỏng thì nó mò, cũng như tôi nói mây nó che mặt trời mặt trăng, nếu mà cũng mây dày thì mình thấy đen mình vịt, phải không? Mà nếu mà cũng mây hơi mỏng mỏng mình thấy sáng mờ mờ, phải không? Thì như vậy tuy nhiên ai cũng có chân như, ai cũng có quân hết, nhưng mà cái vô lượng vô biên phiền não quá nhiều, mà cái quá nhiều đó nó không phải cố định người nào cũng nhiều như người nấy. Có người thì nhiều cả 100%, có người nhiều chừng khoảng 60%, có người nhiều chừng khoảng 60%, có người nhiều chừng khoảng 20%. Thì như vậy tức là có hai việc. Cũng như chúng ta bây giờ có người nói hơi động một chút chứ là nổi sân hầm hầm, phải không? Nếu vừa hơi động có một chút thôi thì cũng nổi sân hầm hầm. Có người nói động chút thì họ không xanh, nhưng mà nói động hơi nặng nặng chút đó, thì họ mới nổi xanh, phải không? Có người chửi vô mặt họ không mới xanh, còn nếu nói động nhẹ nhẹ thì họ cũng cười bỏ, còn có người chửi họ không còn xanh nữa. Thì như vậy thì nó có sai biệt mà, phải không? Cũng tuy có thiền não vô minh thì ai cũng có hết, nhiều lắm, nhưng mà có người dày, người mỏng. Người nào mỏng thì được cái chân như nó quân mau, còn người nào dày thì chân như nó quân khó một chút, nó quân chậm. Vì lẽ đó cho nên tuy nhiên đồng có chân như quân hết, mà cả thì tu trước, người thì tu sau, cả thì thành Phật trước, người thành Phật sau, không đồng, phải không? Đó, chứ không phải là như nhất. Vì vậy cho nên nói là mình ở trên cái số phiền não nó bằng số pháp trong hàng đó, y nơ vô minh mà khởi bao nhiêu thứ sai biệt, đây mới kể như là ngã kiến, ngã ái, vật nhân danh, đều y vô minh mà khởi không biết bao nhiêu thứ, tất cả những thứ phiền não đó nó khởi lên đều là y nơ vô minh. Vì vậy cho nên trước sau tao nó có vô lượng vô biên. Cái phiền não của chúng sanh chỉ có Đức Phật chứ biết hết, chứ người phàm không ai biết hết. Bây giờ quý vị có thể mình biết được cái vị thứ hai kia có bao nhiêu phiền não không? Thành ra không ai biết phiền não của ai cho hết. Nếu có biết thì phải nằm nó ló đầu lên rồi mình thấy mình biết. Còn những cái mình nó còn ẩn chứ cái tâm nó phải chịu thua, phải không? Vì vậy cho nên phiền não chúng sanh chỉ có Phật có biết hết, còn phàm phu mình không ai biết hết. Nhiều người cái mặt coi tươi rói nè, đi dán tổng giải cho như hiền từ lớn mà thấy bệnh việc thì biết bao nhiêu phiền não nó trồi vậy. Cho nên còn có người thì coi gọi ăn nói lóc đóc mà lại đặc biệt là họ vẫn bình tĩnh như thường, thành ra không bị lường được. Có nhiều khi chúng ta nhìn cái hình dáng bên ngoài là đó lòng chết đi, phải không? Có người thì thấy ra vẻ coi gọi tu hành đường đạo mà rồi ở trong nó lăn xăng không lường. Còn có cái người thì cái dáng đi tụi hốc tóc tưởng đâu họ rối loạn lắm, mà không ngờ ở trong tâm họ là an ổn nên không thể lường được. Chỉ có Phật mới biết hết phiền não chúng sinh. Vì vậy mà chúng ta đừng có khi ai, đừng có khen ai, người khi chưa biết mà khen dội rồi là e lầm, phải không? Mà ở đời này có lắm người hay lầm gì chỗ đó, mà kể cả tôi cũng bị lầm thường lắm. Ở vừa về thấy cái tiền đạo mà tưởng là ông Phật sống rồi, mà ăn ngày gặp việc cái người học chỗ tài là tôi mình thấy mình cũng quá ngán quá sợ. Có người mình thấy mình tưởng đâu cái dân lù khù không ra gì, mà ai về sau này họ là hữu dụng, cho nên mình không lường được. Cái đó là một cái lầm lẫn mà chúng tôi thấy ít có ai biết được hết, của những cái phần duyên lành và những cái phiền não của chúng sinh. Do đó mà chúng ta biết được cái lý này rồi thì ở đâu
đối diện với người nào đừng có khi người ta. Có nhiều khi mình tu được 20 năm tưởng mình là cao lắm rồi, có người họ mới vô cạo tóc của tu mình cho ối cho bọn đó, mới cho bỏ tình tội vô chùa nó nhậm gì rồi mình khi họ. Chứ không ngờ nhiều khi mình 20 năm mà mình đứng chỗ người ta mới vô chừng 5-7 tháng họ chạy tước rồi họ đi bỏ mình lại sao cũng có nữa, phải không? Cái chuyện đó đâu có lường được. Cho nên quý vị đừng có khinh thường cả hậu sanh, vì hậu sanh là đáng sợ. Hậu sanh đáng sợ cho đừng có khinh thường hậu sanh, vì đó là cái kinh nghiệm tôi thấy rõ như vậy. Bởi vì mình không biết được cái duyên cái nghiệp của chúng sanh thì đừng khinh ai hết, mà cũng đừng dội theo ai. Để tới đó rồi từ từ biết, mà lâu ngày rồi cái hay nó hiện, cái dễ nó cũng hiện chứ không gì hết. Mà thiệt mấy ông nho nói có lý, nó sống lâu mới biết được sao. Chứ còn là nở của hai ngày đó thì chưa có biết được. Nhìn thư tơ thoáng qua lòng chết đi. Do đó mà chúng ta phải hiểu cho rõ cái ý nghĩa thông sâu này, nghĩa là chỗ đây cháu là chỉ cho tất cả chúng sanh mỗi người có cái phiền não dày mỏng sai biệt, mà bao nhiêu cái thứ phiền não đó không thể tính kể hết, không thể biết rõ ràng, chỉ cho người nào giác ngộ như Đức Phật thì mới biết hết. Đó là cái trả lời phần thứ nhất. Đây muốn trả lời thêm cho rõ một chút nữa, nói rằng là khi Phật pháp có nhân có duyên, nhân duyên đầy đủ mới được thành tựu. Như tâm cây có cái tánh lửa, lửa ấy là chánh nhân, nếu không có người biết, không có nhờ phương tiện mà hay tự lửa đó nó đốt cái cây á, thì trọn không có lý vậy, phải không? Nếu không có người biết, không có dùng phương tiện, lửa nó có thể phát ra nó tới cái cây không? Thì như vậy để thấy rằng cái tu hành hồi nãy là đứng về mặt vô minh dày mỏng sai biệt, cho nên cái quân của chân như nó cũng có sai biệt. Rồi ở đây nói thêm về cái nhân duyên tu hành á, nó đâu tự nhiên ai cũng có cái chánh nhân, nhưng mà không có cái trợ duyên á thì chánh nhân nó không phát được. Chánh nhân là phòng chỉ cho chân duyên, mà trợ duyên là phòng chỉ cho cái gì, cho cái phương tiện của những chuyện mà hoặc thầy hoặc bạn hoặc kinh sách vân vân để giúp cho chúng ta. Cho nên đây mới nói rằng biết rõ tâm cây, tâm cây thì ai cũng biết tâm cây có tánh lửa, cái điều đó là biết rõ rồi. Nhưng thì tánh lửa đó là chánh nhân, mà nếu không có người biết dùng những cái phương tiện thì lửa tâm cây tới cây một cũng không phát ra được, phải không? Mà nhờ có phương tiện đem cây đó lại cọ rồi cái thì có điều người để nó phát cháy, thì như vậy từ cái nó phát ra lửa là nhờ có phương tiện. Khi nó sẵn có cái tánh nhân lửa trong cây, mà nếu không có phương tiện cọ và điều người thì nó phát ra không được. Thì như vậy cho nên chúng ta tu hành khi ai nấy cũng có cái chân như quân tập, mà nếu không có được cái trợ duyên thì khó mà thành tựu. Đây mới nói thêm, chúng sanh cũng vậy, tuy có cái chức chánh nhân nguyên tập, chánh nhân nguyên tập tức là chân như đó, nếu chẳng gặp chư Phật Bồ Tát thiện chư thức làm vân vân để làm cái trợ duyên, mà hay tự đoạn phiền não vào niết bàn thì chọn không có lý vậy. Là tuy nhiên chúng ta đều có cái chân duyên viên tạo cái tâm,
mà nếu mình không đọc kinh Phật, không đọc Bồ Tát, không đọc thiện tri thức làm trợ duyên giữ giúp cho mình, thì mình cũng không biết chừng nào nó phát ra cái chánh nhân nó được. Vì vậy cho nên chánh nhân thì đồng ý ai cũng có bình đẳng quân như nhau, nhưng mà cái trợ duyên thiếu thì cái quân đó nó không thành tập, mà phải cái trợ duyên mà có trợ duyên, mà trợ duyên thì có người gặp, có người không gặp, phải không? Vì vậy cho nên có người phát, người không phát. Nếu tôi có cái chức trợ duyên bên ngoài mà không có cái tịnh pháp bên trong, chưa có cái chức duyên tập đó, thì cũng không thể nào cứu chính nhàm chán thân tử, cái khổ thân tử mà ưa cầu niết bàn. Ở đây nó thật rõ là nếu mình được cái trợ duyên là Phật, là Bồ Tát, là thiện thử tri thức ở bên ngoài dạy mình, mà sự thật mình không có cái tịnh pháp bên trong, tức là chân duyên, thì dạy mình tu thành chân duyên được không? Nếu mình không có cái tâm thì cái chức duyên tập bên ngoài cũng không làm sao mà mình thành được. Vì vậy cho nên nếu không có tịnh pháp ở bên trong, nó không duyên tập đó, thì không thể nào mình có cái chức cứu chính nhàm chán khổ sanh tử, ưa cầu cái vui niết bàn. Như vậy mình biết chán sanh tử cầu niết bàn là gốc mình có cái chân như thanh tịnh hay ta. Cho nên mình mới biết cái ngoài là giả để mình trả về nó, chứ nếu không có cái tâm làm sao mình chê cái ngoài giả. Tôi thí dụ như bây giờ chúng ta có một cái món đồ quý, một món đồ trang sức thật quý bằng vàng hay là bằng ngọc thiệt, thì bây giờ mình có cái món đồ trang sức bằng vàng là ngọc thiệt, cho nên có một người hàng xóm đem lại cho em cháu mình một món đồ trang sức hình dáng như tương tự như vậy, nhưng mà bằng đồ giả. Với bằng đồ giả để ăn cho nó mừng, nó quý. Nhưng mà đối với mình biết mình có cái món đồ trang sức thiệt bằng thứ ngọc quý, thấy cái món đồ giả mình có ham không? Chỉ nói với mình nó không biết có cái thiệt đó nó mới ham cái giả, phải không? Còn mình biết mình có cái thứ thiệt quý, thì cái thứ đồ giả người ta cho đó mình coi như đồ bỏ, không có quý gì hết. Cũng như vậy, mình nhận mình có cái thể tánh chân tâm đối thân với diệt, mình mới coi thường cái thân này, coi thường ngoại cảnh và coi thường vọng tâm chứ, phải không? Mình mới biết cảnh nó là giả là khổ, thân này là hư giả là khổ, vọng tâm là hư giả là khổ, để trở về cái chân như của mình. Chứ nếu không có cái đó phải bỏ cái này đi đâu, bỏ này đi đâu mà bỏ nó, phải không? Vì vậy cho nên nhờ biết nhận ra có cái đó rồi đối cái này mới coi thường, mới xin nó giả. Vì vậy cho nên nếu mà chúng ta không có cái chức tịnh pháp chân như ở trong dung tạp, thì không bao giờ chúng ta có thể phát tâm mà cầu xa lìa sanh tử khổ để mong được cái vui nhất bạn. Mà biết sanh tử khổ cầu nhất bạn thì đó là cái chức quân của chân như ở trong. Thì quý vị thấy cái trả lời này khiến cho mình thấy rõ ràng. Thì như vậy tới cái chỗ thí dụ này để cho chúng ta thấy tường tận ai nấy cũng có cái chức quân của chân như là chánh nhân, nhưng mà muốn thành công thì phải có thêm cái gì nữa? Thêm cái trợ nhân là kinh sách Phật, hay là những cái hóa thân của Bồ Tát, hay là thiện hữu tri thức hiện tại giúp cho chúng ta, giữ chúng ta phương tiện, thì chúng ta mới có thể dùng cách tu hành tiến trở về chân như được. Còn nếu mà không có cái đó, tuy có cái chức duyên ở trong mà cũng khó mà trở về. Đó là nói cái trường hợp. Trường hợp thứ hai là cái duyên, trợ duyên cần thiết
mới có thể trở về với cái chân như được. Rồi Ngài nói ngược lại, tuy có cái trợ duyên mà thiếu tính nhân thì trợ duyên có thành công được không? À, như vậy cho nên nhân và duyên hai cái không thể thiếu được, phải không? À, vì vậy mà chúng ta tu hành trước nhận mình có cái chân như đó là nhận được cái tính nhân, rồi nhờ thầy bạn chỉ dạy chúng ta trở về, đó là trợ duyên. Thì như vậy hai cái đó đầy đủ thì chuyển trở về thành công, phải không? Còn người nào mà không đầy đủ thì người đó chưa được trở về, phải không? Vì vậy cho nên có kẻ trở về trước, người trở về sau. Rồi kẻ nào dày thì nó tuy biết trở về nhưng nó muộn, kẻ nào mỏng biết trở về liền mau tới. À, thì nó khác nhau, hai việc nhau chỗ đó. Nếu nhân duyên đầy đủ, chỗ nói rằng tự có cái sức quân tập lại nhờ chư Phật, chư Bồ Tát vân vân từ bi nguyện lực hộ trì, cho nên hay khởi cái tâm mà nhàm chán cái đau khổ, tin có niết bàn, tu tập những căn lành, do tu tập những căn lành được thành thục thì gặp chư Phật Bồ Tát chỉ dạy lợi ích vui mừng, hay tiến đến giết cái đạo giết bàn. À, thì như vậy đây là nói sự thành công của cái quân đó, do có chánh nhân ở trong là chân như quân, và có trợ duyên ở ngoài là thầy bạn hoặc là Phật tổ, hai cái nó đầy đủ rồi á, thì cái chức quân tạp tự nhiên nó có hiệu lực. À, thì như vậy lại nhờ có cái chức bi nguyện của chư Phật chư Bồ Tát hộ trì nữa, cho nên mình mới khởi cái tâm mà nhàm chán đau khổ, tin tưởng được mình có niết bàn, do đó mà tu tập cái thiện căn. Khi mà thiện căn thành thục rồi thì lúc đó liền gặp chư Phật chư Bồ Tát chỉ dạy cho mình được lợi ích, rồi vui thích tiến thẳng tới niết bàn không có lâu. Đó thì như vậy cái quân tập trong hoài nhân duyên đầy đủ thì sẽ được kết quả như sở nguyện. Tiếp, dụng quân tập giả tức thể tướng sanh ngoại duyên như lực như thị ngoại duyên nửa vô lượng nghĩa được tiến dị dụng với hà lý nghĩa giúp giả ca dị duyên dị giả được cảm duyên ca dị duyên giả thử ra như duyên như hoặc bồ tát cảnh tầm sơ phát ý thủy cầu tạo thời. Khi nãy đã giảng về cái thể tướng chân như quân tập rồi, bây giờ mới giảng về cái dụng của chân như quân tập. Dụng chân như quân tập là cái gì? Tức là cái chức chính ngoại duyên của chúng ta, tức là cái chức ngoại duyên của chúng ta. Như cái ngoại duyên như thế có vô lượng nghĩa, lượt nói có hai thứ. Thế nào là hai? Một là sai biệt duyên, hai là bình đẳng duyên. Đó thì ở đây nói về cái sức quân tập của dụng, cái dụng chân như quân tập như thế nào. Thì nói cái dụng chân như quân tập đó, thì nó là cái ngoại duyên của chúng ta, là cái sức ngoại duyên chúng sanh, mà sức ngoại duyên đó có nhiều lắm kể không hết. Đây tạm kể có hai thứ là bình đẳng và sai biệt, thì sau đây sẽ giải thế nào là bình đẳng, thế nào là sai biệt. Về sai biệt duyên á, là người này y nơi chư Phật Bồ Tát vân vân từ khi sơ phát ý mới cầu, khi mới cầu đạo cho đến được thành Phật, ở trong khoảng đó hoặc thấy
hoặc nghĩ hoặc làm quyến thuộc cha mẹ những người thân, hoặc làm kẻ tôi tớ, hoặc làm bạn bè, hoặc làm kẻ quán thù, hoặc khởi tí với pháp, cho đến tất cả cái việc làm vô lượng hạnh duyên do khởi cái thức đại duy vân tập hay khiến chúng sanh đó tăng trưởng thiện căn, hoặc thấy hoặc nghe đều được lợi ích. Đó, đây nói về cái duyên sai biệt. Cái duyên sai biệt này là cái duyên thế nào? Là nói do cái người này y nơi chư Phật chư Bồ Tát như vậy, từ khi mà sơ phát tâm mình tu đó để mà cầu thành Phật, cho tới khi thành Phật, từ lúc nói phát tâm cho đến lúc thành Phật ở trong khoảng giữa đó, từ mới phát tâm ở đây đến thành Phật ở đây, thì trong cái khoảng giữa này đó đều là có gì? Hoặc là thấy, hoặc là nghĩ, hoặc là làm quyến thuộc cha mẹ anh em và con, cho tới kẻ quán thù, luôn luôn có được chư Phật chư Bồ Tát hay là chư thiện chư thức như là ở bên cạnh mình để giúp đỡ, để hướng dẫn. Thì thiện chư thức đó có ở trong mọi trường hợp. Trường hợp thứ nhất là làm cha mẹ đó. Thì ví dụ như có nhiều người cha mẹ muốn thì con tu, dạy cho con tu, thì đó là cái trường hợp làm cha mẹ. Rồi trường hợp làm người thân, tức là bà con, nếu không phải là cha mẹ thì quyến thuộc à, quyến thuộc hoặc là cô bác anh chị mình đi tu, hay là làm cái duyên nào đó khiến mình tu. Rồi cái trường hợp thứ hai, thứ ba kia là trường hợp làm câu tới. Cái trường hợp này thì hơi khó mà thấy. Cái sự làm câu tới để cho khuyến khích cho mình tu. Rồi có trường hợp nữa là bạn bè, bạn bè để chỉ dẫn cho mình tu. Có cái trường hợp này là khó nhất, là trường hợp làm quán thù. Làm quán thù mà chúng để cho mình tu, thành ra những người thiện tri thức mà làm quán thù này mình lầm dễ lắm. Phải lầm. Ví dụ như bây giờ có một người Phật tử chuyên mang sáng đi chùa, chiều đi chùa, nghe kinh học đạo cần mẫn vô cùng, cái người ở bên láng giềng nó kêu chữ on tròn, nó lập giả bộ đạo đức đó. Giả bộ đạo đức chứ còn tham lam, còn hung dữ thì chứ thế nào. Thì lúc đó cái người mà siêng năng đi chùa đó phải thử làm sao với cái người kêu chữ mình giả bộ đạo đức đó, thử sao đây? Nếu mà mình biết thì nói à, chắc cái ông này là thiện tri thức của mình rồi, ông nói mình giả bộ đạo đức thì giờ mình đạo đức thiệt đi. Thấy không? Từ đây về sau mình có ai chửi mình cũng nín, có cái gì mình cũng không tha, thì giờ để mình thành đạo đức thiệt, ông nói chửi cái gì? Từ như vậy ông chửi thì nghĩa là ông kiến thức, mình đừng có giả bộ, mình phải làm thiệt đi. Thì giờ mình cứ làm thiệt mình thì tất nhiên ông nói cũng thấy chửi. Từ tự nhiên đi cố gắng tu để thành cái người đạo đức thiệt, thì cái ông chửi mình đó là thiện hữu tri thức, phải không? Tự nhiên là thiện hữu rồi, phải không? Đó là một cái trường hợp mà tôi nói hơi dễ. Còn có một trường hợp khác, ví dụ như có một bà nào đó làm ăn giàu có của cải vật triệu, rồi bất thình lình có một người bạn bè hùng hợp làm ăn tin tưởng quá, cái bất chợt đưa số tiền lớn của mình cho họ, cái họ cứ luôn hơn thành ta không trả, bây giờ tiền và thấy giàu buồn quá thì phá công đi tu chút đi rồi. Tôi vô chùa tu thì như vậy cái người dịch của mình là cái gì? Đó là biết đâu là thấy mình tham hiếm của tình gian đó, họ nắm hoa mình trả mình để cho mình từ đó thì sao hết tham nữa, có thể đi tu rồi. Thì như vậy đó là làm cái duyên tốt mình đi tu đi, từ đó là cũng như thế. Như vậy nếu người đó đi tu rồi mà đừng hờn người kia đó thì thiện tri thức đó là quý, còn nếu còn hờn thì thiện tri thức ngoài rồi mình không buồn thiện tri thức, phải không? Đó.
thì như vậy nhiều trường hợp mà mình không ngờ nhờ đó là thiện tri thức của mình, không ngờ bởi vì các ngài nhất là Bồ Tát thì hiện không có nói trước, ngài làm sao hiểu là biết tư được thôi. Có khi làm thế này, có khi làm thế kia, có khi làm mình khổ, khi làm mình vui, có khi khuyến khích để mình phấn khởi, có khi chửi bới để mình chán nản, có khi thành phạt mình đủ thứ hết. Vì vậy muốn cái gì mà mình tu được thì đều là tự hiểu tri thức hết, phải không? Vì vậy cho nên tất cả quý vị nhớ lại bất cứ cái duyên gì phải chưa đó mà làm cho mình đi tu được, bây giờ nhớ ai làm cho mình đi tu được đó, họ chế mình đi tu được mình cũng ăn ai đó là tự hiểu tri thức rồi, phải không? Đừng còn đi tu mà hờn hờn cho hoài, cái đó là không có, cái đó mình làm Bồ Tát rồi đó, không lẽ mình đi hờn Bồ Tát, phải không? Vì vậy cho nên quý vị ráng nhớ cái duyên bất hành đó, đó là quan gia. Quan gia tức là kẻ quán thuộc, cũng là cái duyên để cho mình đi tu. Vì vậy cho nên quý vị thấy thì nhiều khi mình không biết mình đâm ra buồn, chứ còn kỳ thật là nó tâm cái dở nó có cái hay. Cũng như chúng ta hiện giờ sống trên một cái đất nước giặc giả nhiều đây, mà chính trên cái thứ mà giặc giả nhiều như thứ Việt Nam mình á, thì đối với tu hành mình dễ tu hay khó tu? Là hàng ngày mình nghe những cái chuyện chết chóc, những chuyện đau thương, cho nên lòng mình nó không còn vui cái gì nữa. Vì vậy mà mình tu dễ. Giả sử mà mình gửi sanh ở thị sĩ là ở đâu á thì mình dễ tu hay khó? Đi ra rồi thấy cái xe hơi sẵn, nhà lầu sẵn đó, chứ mà chạy đi chơi hoài thì làm sao mà tu được, phải không? Cho nên tuy ở trong cái cảnh mình thì thật là đau khổ, nhưng chính cái đau khổ đó nuôi dưỡng được cái ý chí giải thoát cho mình. Mình đừng, cũng đừng quá hờn ai, mà mình phải nỗ lực tu nhờ cái cảnh xấu mà mình tiến tu, thì như vậy cũng trong cái dở mà nó biến thành hay đó. Vì vậy nên hiểu rồi thì chúng ta dùng đủ cách, dùng đủ phương tiện, dù trường hợp nào mình cũng tu được hết. Đó, đến cái chót là hoặc thể tứ nhiếp, hoặc cái những vị đó họ dùng tứ nhiếp pháp để mình nhiếp độ chúng ta, thì cho đến họ tạo tất cả vô lượng lượng cái hạnh duyên để mà do cái thức khởi đại duy quân tập hay khiến chúng ta tăng trưởng cái tăng lành, hoặc là thấy hoặc là nghe gì đều được lợi ích hết. Chúng ta thì cái chỗ mà duyên sai biệt thì không thể lường được, không biết đâu mà lường được cái duyên, tức là đủ thứ duyên. Có khi làm cho mình vui mà đi tu, có khi làm mình khổ mà đi tu, cái đủ thứ duyên không thể lường được. Cho nên người nào bị người ta làm mình khổ đi tu thì bây giờ trở về má ơn người ta nhiều, phải không? Người gặp cái đau báo báo đi thành tôi rất cảm ơn ngài, ngài đã giúp tôi một cái duyên tốt. Nhớ như vậy đó, chứ đừng có hờn, đừng có buồn. Duyên này lại có hai thứ, một đó là duyên dành, người chấm được độ, vì chấm được độ. Hai đó là cái duyên xa, vì lâu xa mới được độ ấy. Cái hai cái duyên dành xa ấy phân biệt lại có hai thứ. Thế nào là hai? Một là tăng trưởng hạnh duyên, hai là thọ đạo duyên. Đây là mới giải thích tương tâm với duyên phân biệt đó. Các ngài làm nhiều cách, trường hợp này trường hợp khác, mà trường hợp nào mình thấy mình nghe đều có lợi ích, đều được lợi ích, thì đó đều là cái duyên tốt để mình tu. Nhưng mà trong cái tốt đó có cái dành, ví dụ như họ làm rồi mình phát tâm tu liền, có cái một thời gian xa xa mình mới tu chẳng hạn, thì như vậy đó, hoặc là duyên dành hoặc duyên xa. Ví dụ như có người họ lại không khuyến khích nói đạo lý mình nghe cho phát tâm mình tu đi tu, có người họ không khuyến khích là đưa mình túi sách mình coi, lâu lâu rảnh coi ít, lâu lâu rảnh coi ít, chứ lâu ngày không mình phát tâm mình đi tu. Thì như vậy cái người trực tiếp nói mình phát tâm tu đó là duyên dành,
nhờ đưa cuốn sách mình lau lau qua, rồi tự nhiên lâu ngày nó thấm rồi đi tu, đó là duyên xa. Còn hòa ra nhiều trường hợp khác cũng giống như vậy. Rồi một là cái duyên tăng trưởng hạnh, rồi cái thứ hai nữa là cái duyên thọ đạo hạnh, hoặc là có khi làm cho mình liền tăng trưởng những cái đạo đức liền, còn có khi có cái duyên thì làm cho mình nhận ra được cái đạo lý, rồi từ từ sau mình mới tu. Thì như vậy cái duyên xa việc có rất nhiều. Bây giờ nói tới cái duyên bình đẳng. Duyên bình đẳng đó là tất cả chư Phật Bồ Tát đều nguyện độ thoát tất cả chúng sanh, tự nhiên nguyên tập thường hằng không bỏ, do đồng thể trí lực mà từ ứng, từ những người ưng thấy nghe mà hiện tạo những cái nghiệp. Kể gọi rằng chúng sanh y nơi ta muội mới được cái thấy cái chư Phật, thấy cái bình đẳng của chư Phật. Chúng sanh mà ở trong chánh định thì mới thấy được cái duyên bình đẳng của chư Phật, còn nếu ở ngoài thì mình khó thấy được cái bình đẳng đó. Thì như vậy khi nói tới cái duyên bình đẳng là nói cái duyên thệ nguyện của chư Phật, chư Bồ Tát. Vì chư Phật, chư Bồ Tát lúc nào cũng đồng thể nguyện độ tất cả chúng sanh, chứ không nguyện độ riêng một người nào. Vì vậy cho nên gọi là bình đẳng. Mà thể nguyện độ bình đẳng đó, nhưng mà rồi hiện tại chúng sanh thấy Phật được độ có bình đẳng hay không? Nó trên cái sự tướng hiện tại chúng ta thấy có bình đẳng hay không? Thấy không có bình đẳng. Mà chính cái chỗ này cho nên tôi nói ra ngoài một chút. Người Tân Kinh Trung Nga Hàm có một bài kinh mà có cái người ngoại đạo tới hỏi Phật, nói rằng Cù Đàm ngài có đại bi nguyện độ tất cả chúng sanh phải không? Ngài nói phải. Thì ông ấy ông trả lại, nếu ngài có đại bi nguyện độ tất cả chúng sanh, tại sao mà tôi thấy ngài đi đâu mà chỉ dẫn mấy người đệ tử của ngài theo, rồi ngài nói pháp cho họ nghe không, còn tất cả những người khác ngài không có nói, mà tất cả người khác họ cũng chưa được nghe, thì làm sao nói là ngài độ thoát tất cả chúng sanh, đại nguyện độ thoát tất cả chúng sanh? Thì Đức Phật ngài bình tĩnh, ngài hỏi lại, ngài nói ví dụ như có người nông phu họ làm ruộng, ngài trong cái sở ruộng họ đó có nhiều thửa, nhiều mẫu. Có thửa thì ở dưới sâu, có thửa thì ở trên gò, có thửa thì tùy nhiêu. Hay ví dụ như có người nông phu họ làm ruộng, ngài trong cái sở ruộng họ đó có nhiều thửa, nhiều mẫu. Có thửa thì ở dưới sâu, có thửa thì ở trên gò, có thửa thì tùy nhiêu, có thửa thì sai cầm. Như vậy thì cái người nông phu biết làm ruộng trước phải lo làm những sửa ruộng nhà. Ông chỉ nói trước phải, nếu mà đầu mùa mưa thì phải lo làm cái sửa ruộng sau trước. Rồi còn nếu mà tùy nhiêu thì phải lo tài thế trước. Còn những cái gò mà dính cái chai trần thì lần ta. Đức Phật nói cũng thế, ta có cái đại bi nguyện độ tất cả chúng sanh, nhưng những chúng sanh nào cái duyên thuần thục thì ta đổ tiếp. Những chúng sanh duyên chưa thuần thục hay là được một phần nào thì ta đổ kế đó. Còn những chúng sanh mà duyên rất mỏng rất ít thì từ từ ta sẽ đổ sáu và làm duyên để cho họ được độ. Và như vậy thì đó có phải là không có cái nguyện đổ tất cả? Thì đó chúng ta thấy là cái bình đẳng chư Phật chúng mạng bình đẳng, nhưng mà tại cái con chơi chúng ta không đồng, phải không? Không đồng giữa bình đẳng chứ họ không sao được. Cái người có cái duyên nói họ nghe thì mình phải nói cho nghe trước, còn người chưa chịu nghe thẳng thẳng thì từ lần chừng nào họ hiểu rồi họ nghe mình mới nói, chứ họ không nghe rồi giờ làm sao họ tu giờ. Vì vậy cho nên cái nguyện thì là khóc,
nhưng mà cái độ thì tùy duyên, tùy căn cơ. Chứ cần đừng có nói ông nguyện khóc để độ khóc được, ông khóc để được. Cho nên mình phải biết rõ cái ý nghĩa đó, cái bình đẳng của chư Phật là vậy. Rồi nói tới đó thì bình đẳng, ví dụ và tôi ví dụ như bình đẳng của một vị thầy đối với học trò. Thầy đối với học trò có bình đẳng không? Nếu thực là ông thầy đạo đức đàng hoàng thì đối với bao nhiêu học trò dĩ nhiên là có cái lòng thương bình đẳng. Nhưng mà trong đó có sai dĩa không? Tại sao sai dĩa? Chỉ vì trong nhóm học trò mà có đứa nào thấy cho nó trình độ hiểu biết tu hành ý chí 10 phần nó được 9, còn có đứa thì trình 8, có đứa trình 7, có đứa trình 6, có đứa trình 2, 3, thì những đứa mà 8, 9 đó mình phải lo trước, phải lo lo trước đầu tiên để mai mốt thì nó ra nó làm việc khác được. Còn những đứa 2, 3 nó phải từ từ lo, chứ bây giờ lo rồi những đứa 2, 3 nó chậm quá, nó làm nó dính vô tay rồi làm sao giờ, phải lo. Thành ra vì vậy cho nên thấy có sai biệt nhưng mà là bình đẳng, vì tại căn cơ của người đối diện không đồng, phải không? Chứ còn lòng của cái người hướng dẫn là bình đẳng, nhưng mà tại cái căn cơ đối diện không đồng, thành ra phải chậm, phải trước, phải sau. Rồi người không hiểu rồi nó đó bất công bình rồi, phải không? Đó là bất bình đẳng. Nhưng sự thật không phải, đó là phải cái trình độ căn cơ sai biệt, rồi nó phải như vậy đó. Ví dụ giờ tôi nói pháp đây đối với tất cả quý vị, tôi có bình đẳng hay không? Nhưng mà chắc gì trong quý vị đây về tu giống thầy chứ nhá, phải không? Dĩ nhiên là có người tu tiến, có người thì cũng trọng trọng, có người thì thả về, phải không? Có người nước chảy lên thì tôi lên, nước chảy xuống thì tôi xuống. Thì như vậy thì cái người mà tu tiến được ít bữa là hỏi thầy, chứ thầy tu vậy có cái gì sai được, thì tôi phải nói là tôi kiến thức. Còn người thả về là tôi nói gì với họ bây giờ đấy. Thì thôi lâu lâu gặp mặt thì chào, chứ tôi kiến thức gì. Bây giờ họ không có tiếng bây giờ, họ thả về đó thì thôi chịu tôi học, phải không? Thì như vậy cái chuyện đó nó là như vậy. Chứ nó hiểu rồi nó không có cái trách, chứ không hiểu thì mình cũng trách tập bức công như thường. Tại sao cái người này thấy như là họ cũng thật quá, còn người kia thì coi như vô phần vậy. Đó là tại mình, cho nên trách là nên trách tại mình, chứ đừng có trách người khác. Nếu như vậy đó, cho nên ở đây nói rằng chỉ có chúng sanh ở trong ta muội thì mới được thấy Phật bình đẳng. Nó chỉ khi nào mình ở trong chánh định thì lúc đó mình thấy Phật bình đẳng giống như mình thôi. Chứ còn nếu chưa được chánh định thì chánh định thì lúc đó còn tha muội không? Không có người, cho nên chúng ta là ở trong cái chỗ không có người thì thấy Phật bình đẳng. Còn nếu còn không nghĩa thì con sai rửa, con sai rửa là không thấy Phật bình đẳng được. Cho nên câu trả lời này là chỉ thấy biết, chỉ khi nào không mình được chánh định thì thấy Phật bình đẳng. Đối tất cả một trăm người được chánh định thì thấy Phật bình đẳng như trăm người. Còn bao nhiêu người được chánh định đều thấy Phật bình đẳng đối với họ hết. Cái thể dụng nguyên tập này phân biệt lại có hai thứ. Thế nào là hai? Một đó, chữ này chữ giả cho nó chữ vinh nha. Một đó là chưa tương ưng, nghĩa là phàm phu nhị thừa sơ có ý đồ tá chân nhân, do ý thức nguyên tập y mê tức thức chúng mà hay tu hành chưa được cái vô phân biệt tâm cùng với cái thể tương ưng, chưa được tự tại nguyện tu hành cùng với cái dựng tương ưng, vì vậy mà gọi là vị tương ưng. Từ đây giải thích về cái phương tập của thể và dựng. Thể dụng cái chân như cách chia ra hai thứ, một là chưa tương ưng, hai là đã tương ưng. Chưa tương ưng là trường hợp nào? Nói rằng chúng ta phát tâm tu tức là phàm phu và hàng ngũ thừa
cùng với những đồ tác mà mới phát tăng vân vân. Vì tôi là lấy cái ý và ý thức nguyên tập, ý nơi lòng tin, ý nơi cái chức tin mà tôi, cho nên chưa có được cái vô phân biệt tâm. Vì vậy mà từng cái thể nó chưa có tương ưng. Cái câu này thì quý vị phải nhớ rõ nè, chưa được vô phân biệt tâm để cùng những thể tương ưng, cho nên tôi có nghĩa nghe hơi khác là chưa được vô phân biệt tâm, cho nên không cùng với cái thể trên như tương ưng. Các nghĩa hơi khác mà nó không khác. Tự như vậy là đúng về thể, chưa được tự tại nguyện tu hành, cho nên không cùng với cái dụng tương ưng, không cùng với cái dụng tương ưng. Thì quý vị thấy rõ cái tu mà muốn cùng với thể tương ưng, thể chân như tương ưng là phải sao? Được cái vô phân biệt tâm. Còn ở đây mình còn dùng cái ý và ý thức để mà dán đặt cái nào là thiệt, cái nào là giả, mình phân biệt, cho nên chúng ta chưa được vô phân biệt tâm. Vì vậy cho nên mình còn ở trong hàng phòng tu, còn mới khá lắm là mới Bồ Tát phát tâm thôi. Còn bây giờ đã tương ưng, hai là đã tương ưng, nghĩa là phát thân Bồ Tát được cái vô phân biệt tâm cùng với cái trí với chư Phật, đây là trí dụng của chư Phật nó tương ưng, như y nơi cái pháp lực tự nhiên tu hành quân tập chân như mà diệt vô minh. Đây là nó đã tương ưng. Đã tương ưng là chỉ trên hàng Bồ Tát mà sơ địa trở lên phá một phần vô minh, chứng một phần pháp thân, cho nên gọi là Bồ Tát pháp thân. Được một phần pháp thân lành đó, thì lúc đó các ngài mới được cái tâm vô phân biệt. Từ được cái tâm vô phân biệt thì liền được cùng với cái trí dụng của chư Phật tương ưng. Được cái tâm vô phân biệt thì lúc đó được cùng với trí dụng của chư Phật tương ưng. Nói đây tôi xin nhắc, có nhiều vị ngồi thiền mới cái năm bảy tháng năm gì đây à, chứng dạy than tôi thế này, chứ thầy sẽ ngồi chỉ thấy vận tưởng hoài, thầy làm không hết. Thì quý vị nghĩ nếu là hết vận tưởng thì tức là được cái tâm vô phân biệt, mà được tâm vô phân biệt này là Bồ Tát sơ địa rồi. Nói gì mới đó, mà nếu là Bồ Tát sơ địa thì tôi không biết nói gì sao. Như vậy thì là đâu phải là cái chuyện giảng gì, cái chuyện nó là như vậy. Cho nên dám về hình trí mình mới phát tâm mà, mới phát tâm dần dần mà muốn thành Bồ Tát tư địa làm sao được. Vì vậy cho nên là đừng có than hẳn thẳng nó thưa từ từ. Tôi dùng cái chữ thưa đó là nó mỏng mỏng mỏng, hẳn thẳng nó thưa lần lần nó tới được mà. Mà nó là vô phân biệt, tức là lặng lẽ như duyên, thì đó là bắt đầu thấy pháp thân, là Bồ Tát tư địa đã trở lên rồi. Thì như vậy mình làm sao dễ quá vậy. Cho nên quý vị đừng có chán, đừng có sợ vọng tưởng, là phải biết rằng mình mà biết vọng tưởng là lặng quá như vậy, cái đó là quá hay rồi chứ không có tiền. Hồi xưa nào có biết nó, phải không? Bây giờ biết nó đã là quá hay rồi, mà còn muốn nó hết liền thì chuyện nó khan quá, phải không? Vì vậy cho nên phải hiểu cho kỹ. Rồi tới y, chỉ y theo cái pháp lực tự nhiên tu hành, quân tập cho như mà diệt được vô minh, mà diệt hết vô minh tức là thành Phật mất rồi. Thì vậy cho nên là hiểu rõ cái đường lối tu hành đó. Cái đường này đi thì nó không có những cái hình ảnh màu nhiệm, nó không có hình ảnh màu nhiệm, mà thực tình là một lối tắt, thấy không? Nó không có hình ảnh gì màu nhiệm hết, mà thực tình là một lối tắt. Tại sao không có hình ảnh màu nhiệm mà là một lối tắt? Là bởi thế này, tôi ví dụ như ở thế gian, ở đây về Sài Gòn, nếu chúng ta đi tàu
rồi phải xuống tàu về ra nhảy sóng, rồi mới chạy qua một cái cửa biển, rồi mới vô sông quanh co lăng xăng, rồi thấy chợ đứa người kia, thấy không, rồi mới tới Sài Gòn. Có nhiều cái lạ mắt. Còn nếu chúng ta đi đường xe thì đây đi ra rồi thấy sáng này rồi sáng kia, rồi thấy chợ, thấy đủ thứ hết, rồi lần lần mới tới Sài Gòn. Còn nếu chúng ta đi đường chim, chắc chắn là lại thẳng và thấy người ở trong hư không, cái gì hạ xuống cái tới Sài Gòn, không có cái gì hết, nó không có gặp ai hết, thấy không, nó không gặp ai, không có cái gì hết trơn. Nhưng mà vì nó không gặp ai cho nên nó không bị chướng ngại, nó đi thẳng tới một. Còn ở kia là gặp người cho nên đi tới tạo cảm thân này, nhìn đi tới chỗ kia gặp xe cũng phải tránh, dân dân nó chặn đi. Còn ở kia đi hơi ngọt, không có gì, cho nên nó mới dễ mau tới. Thì cái tư này cũng vậy, không có, không có cái gì màu nhiệm hấp dẫn nữa, chỉ cho hết vọng tưởng là không gì hết. Thì giờ cứ một đường đó là làm hoài, chừng nào hết sẽ là rồi, không có nói gì hết. Chứ còn ta nói tôi ít tháng thấy gì, ít tháng thấy gì, ít tháng thấy gì đó, thì cái đó là thấy như là hay, mà nó là cái con đường quanh có, không có tuyệt đâu. Cho nên đây là trực chỉ như vậy đó. Nhưng mà có nhiều người chịu không nổi với cái giống ra. Như người bay, bay lên trên thi xong mà không thấy gì hết. Mà chỉ chờ lành thì nó thôi. Còn cái mà thấy nhiều quá thì nó không nhiều khi đụng nhau nữa. Thôi.